câu lạc bộ ạ à. rồi anh chị đã đồng ý chúng ta không ơn tôi đã đồng ý các chị ha giờ dạ rồi rất là tuyệt vời luôn hãy cho chính mình và tất cả các anh chị mình chào thầy ạ ngày hôm nay tới uh, tiết mục uh, cái phần số 2 à, đó là bí kíp để bùng nổ uh, uh, công việc kinh doanh À, và hôm qua vi đã đi qua ba yếu tố đúng không ạ à, các chị có nhớ ba yếu tố ngày hôm qua không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ôm lại các chị ha thứ nhất đó là trí tuệ ưu tú à, các chị ha thứ nhất là chúng ta cần phải nâng cao trí tuệ của mình thứ hai đó là gì ạ à, chúng ta cần phải xác định được một cái mục tiêu chủ chốt và cái thứ ba đó là sự tự tin rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái yếu tố thứ tư rồi sẵn sàng chưa ạ mình vào chủ đề thẳng chủ đề ngày hôm nay luôn ha hôm nay có chị nào ngày mọi người mới mà ngày hôm qua các chị không có tham gia không ạ có anh chị nào mà hôm nay người mới mà ngày hôm qua mà không có tham gia không à, anh chị nào mà mày mà hôm qua mình không tham gia đó thì các anh chị cứ xin thông tin lại ha để được xem lại đi à, vì hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua tiếp tục rồi ok À, không có tham gia thì tại sao mình không tham gia thì bây giờ thì mình uh, xin bài học lại các chị ha <laughs> rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái yếu tố thứ tư các chị ha đó là chúng ta cần phải học cách quản lý tiền tốt yếu tố thứ tư đó là quản lý tiền tốt Các anh chị biết rằng là nếu mà các chị không biết quản lý tiền thì đương nhiên rồi thì các chị cũng không thể nào phát triển được công việc kinh doanh của mình các anh chị. Tại vì kinh doanh thì chúng ta sẽ à, liên quan đến đó là doanh thu, lợi nhuận, đầu vào, đầu ra ha và những các khoản chi phí. Và nếu mà các chị không biết quản lý tiền thì à, những cái dòng tiền của các anh chị chúng ta cũng không có lợi nhuận ha. Bởi vì vì thấy có rất là nhiều anh chị có thể là các chị bán được rất là nhiều hàng nhưng mà gần như các chị không có tiền Đấy. và cái thứ hai đó là các chị không biết quản lý tiền và nhiều khi mà các chị còn à, cái mình còn phải mình không có biết cách quản lý tiền nên là tiền mình và tiền kinh doanh tiền mình và tiền doanh thu tiền lợi nhuận nó rất là lộn xộn ha và cho nên là giờ cuối cùng thì các anh chị thấy rằng là dòng tiền của mình nó về cũng nhiều nhưng mà cuối cùng chúng ta không thấy lợi nhuận đúng không ạ đúng không ạ rồi có những anh chị chúng ta bị rơi vào cái trạng thái đó là Uh, dòng tiền của các anh chị, các chị không quản lý được, cho nên các chị thâm vô tiền hàng của mình luôn, đó và thâm vô tiền hàng và chúng ta bắt đầu là lậm vô cái tiền hàng và cuối cùng tới cái ngày để mà các chị có thể thanh toán khách hàng thì các chị lại không có đủ tiền để thanh toán, đấy và bắt đầu các chị uh, luôn bị quấn vào cái trạng thái đó là về tài chính, đấy và nó đến từ cái việc mà chúng ta không biết quản lý tiền các chị ha, nên là thói quen quản lý tiền nó là một thói quen mà các chị cần phải huấn luyện ngay từ hôm nay. À, ngay từ bây giờ đấy và các chị đã có một cái phương pháp quản lý tiền hiệu quả cho bản thân mình chưa các chị đã có chưa nếu mà các chị chưa có chưa các chị ơi nếu mà các chị chưa có được một cái phương pháp quản lý tiền hiệu quả ha thì bây giờ thì Vy sẽ à, chia sẻ các chị những cái phương pháp quản lý tiền cực kỳ là cơ bản và đơn giản mà các chị sẽ bắt đầu học cách để quản lý tiền mà thật là tốt đầu tiên các chị đó là các chị sẽ chúng ta cũng được học thông qua sáu cái lợi đúng không ạ à? ở đây các chị biết về cái sáu cái lợi chưa ạ? sáu cái lợi quản lý tiền thì các chị có thể chia theo cái tỷ lệ phần trăm theo cái sáu cái lợi ha một đó là lợi quản lý các nhu cầu thiết yếu đó là 55%. phần trăm đấy đó là tất cả những cái khoản tiền mà ăn uống đúng không ạ tiền điện tiền nước đúng không ạ tất cả những khoản khoản yếu hàng hàng tháng của mình đó thì cái này nó sẽ chiếm ra là 55 phần trăm đấy tiền cái quỹ tự do cái quỹ cái lọ mà quỹ tự do tài chính thì chúng ta sẽ trích ra nhất đó là 10 phần trăm cái tổng lợi nhuận của mình cái thứ hai đó là vợ cái quỹ play đó là quỹ ăn chơi các chị ha thì các chị sẽ dành ra đó là 10 phần trăm trên tổng lợi nhuận hàng tháng của mình. Cái thứ ba đó là cái quỹ giáo dục, các chị ha, đó là 10%. phần trăm. Cái thứ năm đó là quỹ ước mơ, hay là nó quỹ mục tiêu dài hạn đó, nó sẽ là 10%. phần trăm và cái quỹ cho đi đó là 5% phần trăm, các chị ha. Thì đây là cái tỷ lệ để mà các chị bắt đầu là biết cách để phân chia cái dòng tiền của mình theo đúng cái ở yếu tố để giúp cho các anh chị quản lý tiền tốt hơn. À, nhưng mà đối với, với những anh chị mà mới, những anh chị mới, các anh chị biết rằng là cái việc quản lý tiền với mình đi theo đúng cái khuôn khổ này thì nó không có dễ, đúng không ạ? Đối với những anh chị em mới, à, tài chính của các anh chị nó đang chưa có được à, dư giả, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị đang phải có rất là nhiều những cái liên quan đến tiền mà các chị cần phải xử lý. Cho nên là nếu trong thời gian đầu mà kêu các chị quản lý theo bốn cái, sáu cái lọ này thì chắc chắn là các chị sẽ không có dễ dàng để có thể phân chia đúng cái tỷ lệ này đâu. Vậy ngày hôm nay một cách đơn giản hơn để mà giúp cho các anh chị luyện được cái thói quen quản lý tiền của mình ha, thì đây các anh chị chỉ cần tập trung vào một cái lọ duy nhất cho em thôi. Đó là lọ quỹ tự do tài chính. Đầu tiên ha, chúng ta hãy tìm cho mình một cái lọ và cái lọ này chúng ta sẽ gọi là lọ quỹ tự do tài chính và cái lọ này tự do tài chính có nghĩa là các chị sẽ bắt đầu luyện được khả năng đó là chúng ta quản lý tiền tốt và chúng ta sẽ tập trung vào đó là tự do tài chính bởi vì trước giờ đó có khi là chúng ta không có bao giờ tập trung vào tự do chính mà những cái dòng tiền mà các chị tạo ra đó các chị chỉ đang tập trung vào cái uh, giống như là uh, những cái dự trù về không an toàn ví dụ như là à mình làm mình tiết kiệm để sau này có cái gì đó để xài hay là để sau này mình dưỡng già đúng không hay là để sau này á uh, mình có cái gì cần đúng không ạ thì lấy ra dùng chẳng hạn có nghĩa là cái mục đích mà các chị đi kiếm tiền á, là các chị đã dự trù cho một cái tương lai đang không có được tự do tài chính đúng hay rất đúng à? cho nên á à, các chị thấy rằng là đa phần chúng ta có dư một số một số tiền thôi thì tự nhiên là sẽ có rất là nhiều việc nó xảy ra có thể là cho tự nhiên là phải cho người ta mượn thì tự nhiên gia đình của mình có việc được phải dùng và cũng như là có những cái việc mà tự nhiên cái kinh doanh công việc kinh doanh của các anh chị nó gặp những cái vấn đề mà khiến cho các anh chị phải dùng cái số tiền đó có nghĩa là hình như là chúng ta rất là không có dễ để có thể uh, tạo ra được cho mình một cái số dư lớn và nó cứ đúng cái nhiệt kế đó là tự nhiên là có việc phải dùng bởi vì uh, các anh chị biết rằng là một trong những cái khả năng đó là một trong những cái sức mạnh và chúng ta gọi đó là, là sức mạnh của mục tiêu các chị không mở cam được ạ, oh, được mà các chị, uh, chúng ta sẽ gọi đó là sức mạnh của mục tiêu, có nghĩa là các anh chị uh, chúng ta không có một cái uh, dự, các chị có một cái dự trù cho một cái tương lai về tài chính của các anh chị nó không được dư giả thì uh, các chị sẽ không bao giờ dư giả được ha. cho nên là nếu mà các chị cứ nghĩ rằng là tôi phòng họ rủi ro thì cứ có tiền là sẽ tạo ra rủi ro đấy. cho nên là ngày hôm nay cái đầu tiên mà các chị cần phải thay đổi đó là sức mạnh của mục tiêu sức mạnh của mục đích có nghĩa là các chị phải hiểu được cái việc mà các chị đi làm việc kinh doanh để tạo ra dòng tiền để làm cái gì cái lý do để các chị tạo ra tiền để làm cái gì mục đích để mà các chị tạo ra tiền để làm cái gì thì đó là gì ạ? đó là chúng ta hướng đến cuộc sống tự do và tài chính các anh chị ha hướng đến đó là cuộc sống tự do và tài chính có phải các chị đang hướng đến cuộc sống tự do tài chính không ạ? À? độc lập về tài chính và thịnh vượng về tài chính không ạ? À? nó sẽ thì uh, đầu tiên đó là các chị phải tạo cho mình một cái lọ ha và cái lọ này chúng ta sẽ gọi đó là cái lọ quỹ tự do tài chính và thứ nhất nhằm mục đích là các chị đang thiết lập lại cho mình cái mục tiêu cái đó là chúng ta đi làm việc để tạo ra tiền để hướng đến cuộc sống tự do tài chính có nghĩa là trước giờ đôi khi cái này chúng ta đã không thiết lập với chính mình mà chúng ta chỉ thiết lập cho một cái tương lai không đủ đây về tài chính đúng không ạ à? một cái dự trù cho vấn đề một cái dự trù cho những cái điều không tích cực đấy nên bây giờ chúng ta sẽ thay đổi là cái mục đích đó là chúng ta làm việc kinh doanh tạo ra tiền để có một cái gì tương lai đó là tự do tài chính độc lập về tài chính và thịnh vượng về tài chính ok rồi sure. cái thứ hai trước giờ các anh chị chúng ta đang chỉ tập trung vào một cái dòng tiền thôi có nghĩa là các chị nghĩ rằng là cái tháng các chị được nhận tiền hoặc là uh, có việc uh, có tháng hay là các anh chị nghĩ rằng là chắc tiền các chị uh, lâu lâu mới nhận lần thôi một tháng chắc về lần thôi các chị không có tin rằng là tiền của các anh chị như giả và đủ đầy và nó có thể về cho các anh chị liên tục đó ạ và các chị cũng không tin là dòng tiền của các chị nó về mỗi ngày đúng chưa đúng chưa nhưng mà nói với các anh chị này tiền của các chị nó về các chị mỗi ngày ví dụ như bây giờ đối với những anh chị mà mình đang đi làm thuê đi có nghĩa là mình đang đi làm nhân phòng mà đang đi làm thuê cho một công ty đó thì bây giờ là có phải là tiền của chị đang về mỗi ngày mỗi ngày các chị đi làm là các chị đang có có tiền bữa nào các chị không đi làm các chị không có tiền nhưng mà tại vì ông chủ dồn lại tháng mới trả tiền các chị thôi nhưng mà rõ ràng ngày hôm đó các chị làm là các chị đã có tiền rồi đúng chưa nhưng mà hình như các chị đang bị một cái niềm tin đó, đó là hình như một tháng các chị về tiền có một lần cho nên là khi mà nói về đặt mục tiêu về tài chính thì các anh chị sẽ nói rằng là, tiền ở đâu ra? tôi làm gì có tiền rồi hả? tiền tôi uh, chỉ có một tháng thì có những lần có lần tiền đâu ra? có nghĩa là khi các chị rất là giới hạn về cái niềm tin về tiền bạc của các chị và các chị không tin rằng là các anh chị dư giả về tiền bạc và các chị cũng không tin dòng tiền các chị đăng về các chị mỗi ngày đúng không ạ? cho nên uh, các chị sẽ tạo cho mình một cái thói quen thói quen này chúng ta sẽ gọi đó là thói quen bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày và cái việc này các chị bỏ vào để làm gì một thiết lập lại cái niềm tin của các anh chị nha đó là hãy thiết lập lại đó là mình đang hướng đến cuộc sống tự do tài chính rồi cái thứ hai đó là các anh chị à, cần phải bắt đầu à, một là hướng với cuộc sống tự do tài chính thứ hai đó là các chị sẽ thiết lập cho mình một cái niềm tin đó là tập trung về tự do tài chính và tập trung về số dư và tập trung về thiết lập niềm tin đó là dòng tiền mình nó về mỗi ngày bằng cách đó là mỗi ngày các chị bỏ tiền vào quỹ giờ chính cho em các chị nhớ nha cái quan trọng là các chị đang thiết lập niềm tin và thói quen xây dựng lại cái nền tảng thói quen về tiền bạc của các anh chị cho nên mỗi lần các chị bỏ tiền vào quỹ giờ chính á thì các chị phải đọc một câu đó là gì ạ à? à, tiền của tôi được gia tăng lên mỗi ngày đấy à, và tôi đang tiết kiệm để hướng đến một cái tương lai hi hoàng về tài chính các chị ha và chúng ta sẽ mỗi ngày bỏ tiền vào Và hãy nói với mình điều đó Một lần các chị bỏ, các chị nói lần Các chị đang neo mình một cái niềm tin đó Và các chị càng bỏ nhiều lần Thì nó sẽ giúp cho các chị xây dựng cho mình Một cái nền tảng vững chắc về niềm tin Được không ạ? Và thói quen Đấy Và cái bước tiếp theo đó là các chị cần phải kiểm đếm số dư Tại vì trước giờ các chị thấy rằng là chúng ta đang hay tập trung vào sự không đủ đầy đúng không ạ có phải các chị đang tập trung vào sự không đủ đầy không à sự không dư giả sự không đủ đầy không ạ mà các chị biết tìm thức rồi cái gì mà các chị tin thì nó sẽ hưởng ứng và thực thi cho nên các chị sẽ làm một bước cho em nữa các chị có nghe em rõ không ạ như các chị nghe rất rõ mà các chị tương tác rất là tốt Các anh chị nào nghe không rõ thì mình kiểm tra lại bên mình nhé dạ rồi các anh chị sẽ à, bắt đầu mình sẽ làm cho em bước đó là kiểm điểm số dư nha có nghĩa là các chị sẽ tạo ra một quy số tay nhỏ hoặc là các chị sẽ có một tờ giấy mỗi ngày các chị sẽ kiểm điểm số dư của các chị đó ví dụ như theo phương thức cộng dồn nha Ghi theo thức cộng dồn Ví dụ như ngày hôm nay Các chị bỏ vào 50.000 Thì các chị sẽ ghi ra Hôm nay là ngày 6 tháng 3 à, Ngày 6 tháng 3 Hôm nay ngày 6 tháng 3 Tôi bỏ quỹ tự do chính Là 50.000 Rồi ok Ngày mai là ngày 7 tháng 3 Đúng không ạ à, Quỹ tự do tài chính của tôi là Các chị sẽ cộng dồn Theo ví dụ như Các chị bỏ vô 10.000 Thì các chị sẽ 50 cộng với 10 là 60 Vậy mình sẽ ghi ra Quỹ tự do tài chính của tôi là 60.000 Rồi một lần bỏ thì một lần cộng dồn cứ ghi theo cái cộng dồn để làm gì các chị nhớ nha cái quan trọng đó là các chị đang lập trình lại cái hệ thống niềm tin tiền bạc của các chị đó là số dư gia tăng mỗi ngày số dư gia tăng mỗi ngày các chị ha nên là mỗi lần các chị cộng dồn ghi xuống thì các chị nhớ nè tập trung vào số dư và hãy cảm ơn vì các chị đang thấy được cái số dư các chị đang gia tăng ví dụ như hôm nay 50.000 ngày mai 60.000 đó là sự gia tăng Okay, chị ha Và hãy cảm thấy vui và yêu thích Được thấy cái sự gia tăng nó Được hình dung không ạ Mình đang lập trình lại niềm tin á, Và huấn luyện lại thói quen của mình Và huấn luyện lại cái khả năng tập trung Và mỗi ngày các chị cứ lập đi lập lại Lập đi lập lại lập đi lại Để thay đổi lại cái niềm tin về tiền bạc Và cái hệ thống lập trình tiền bạc của các chị lại Ok không ạ À, không trời ơi Excel gì anh <laughs> nhiều anh chị dùng công nghệ cái chị anh đánh với Excel Excel nó tự kiểm tra nó tự ghi mình ghi để mình có cảm xúc các chị ạ à, trời đất ơi anh quá công nghệ rồi anh quá vậy <laughs> mình các chị nhớ nha mình ghi vô có mấy chữ thôi đúng không mình ghi có mấy chữ rồi, các anh chị quan trọng là mình ghi để làm gì để mình mình cài đặt cái từ quỹ tự do tài chính vào trong tiềm thức của mình và mình được cộng cái số dư mình ra mỗi ngày đúng không ạ mình đang thấy được cái số dư mình thấy sự gia tăng này các chị ghi để các chị có sự chung vào đó còn đưa dưới xe nó tự tính hết là còn gì nữa đúng không ạ mà... cái quan trọng ở đây nó không phải là số tiền tại số tiền các chị bỏ hàng ngày nó cũng thật sự là giờ nó cũng tăng dần nhìn lên nó cũng không có phải thật à, sự, sự là nó đúng không? nó là cái để các chị thiết lập thói quen còn cái dòng tiền mình lớn á, thì các chị nhớ là bỏ quỹ tiền các chị tạo mình cái tài khoản nha thì đây là em đang nói với các chị tạo thói quen hàng ngày nhưng mà các chị cũng phải tạo cho mình một cái tài khoản và cái tài khoản này sẽ là tài khoản quỹ tư tài chính nha thì mỗi tháng các chị có dòng tiền lớn thì các chị chích ra 10% phần và chuyển thẳng vào cái tài khoản quỹ gia chính của các anh chị nó là dòng tiền lớn thì các chị nên bỏ tài khoản còn cái quỹ á, là các chị bỏ tiền hàng ngày ha đây là cái dòng tiền nhỏ và khi cái dòng tiền nó lớn rồi các chị cứ lấy các chị bỏ quỹ gia chính đó và các chị bỏ cái tài khoản được không ạ mà cái quỹ này thì nó chỉ là đầu tư để các chị gia tăng tài sản thôi. Ok, các chị ha. Rồi, thì hãy học cách kiểm soát tốt số tiền mà các chị đang có, thì các chị sẽ phát triển tốt hơn về về cuộc sống của mình và công việc kinh doanh của các anh chị và mọi mặt cuộc sống các chị ha. Cho nên là hãy làm cái người quản lý tiền thật tốt. Ok không ạ? Bao nhiêu các chị xác định là từ ngày hôm nay là tôi phải trở thành một nhà quản lý tiền xuất sắc. Khi mà các chị quản lý tiền tốt rồi thì các anh chị mới có nhiều hơn các chị nhớ khi nào mà đã quản lý tiền mình tốt rồi thì mình mới có nhiều hơn đó thì đó là quy luật khi bạn làm tốt rồi bạn sẽ có được xây yes nhiều hơn ha rồi nên là hãy học cách để quản lý tiền mình thật tốt đấy thì mình sẽ có dư giả về tiền bạc ha và các anh chị biết rằng là khi mà các chị đang kinh doanh thì nó sẽ uh, số tiền của các anh chị là số tiền lớn đúng, dòng tiền lớn nên là hãy học cách quản lý tốt số tiền các chị có hiện tại thì các chị mới có thể mở rộng cái quy mô của các chị ra cho nên là hãy à, tham gia vào cái việc trở thành một nhà quản lý tiền xuất sắc rồi cái yếu tố à, thứ năm Bí quyết thứ năm các chị ha Bí quyết thứ năm đó là khởi xướng và lãnh đạo Khởi xuống là lãnh đạo à, Bỏ khi nào Khi nào bỏ cũng được Một ngày các chị bỏ Ít nhất là một lần Hai lần ba lần gì cũng được hết trơn Đó ạ Số tiền nó không quan trọng Quan trọng cái thói quen Và các chị cứ bỏ Ngày bao nhiêu lần Thì không giới hạn ha Tùy Các chị ít nhất Nhưng mà ít nhất Mỗi ngày phải một lần Và hàng tháng Thì khi các chị nhận được Cái dòng tiền lớn hàng tháng Thì hãy trích ra Một phần trăm Để chuyển vào Tài khoản tự do chính ha nhá yeah. Ok ạ. Qua cái uh, biết cái số 5 các chị ha, hãy trở thành người khởi xướng và lãnh đạo. Hãy trở thành người khởi xướng và lãnh đạo. Uh, khởi xướng và lãnh đạo các okay, chị ha. Ở đây thì chúng ta cần phải bắt đầu khởi xướng nghĩa là gì? Đầu tiên, chúng ta phải là cái người có kế hoạch À, được các anh chị ha quỹ giờ chính mua vàng được nha rồi cái người khởi xướng là cái người thứ nhất là có kế hoạch làm việc có kế hoạch nha làm việc có mục tiêu có kế hoạch có thời gian có mốc thời gian rõ ràng và chúng ta chủ động cho cái việc làm chủ mục tiêu của mình đấy đó là cái người khởi xướng và các chị phải là cái người tự lãnh đạo mình để có thể đi theo cái quy trình mục tiêu mà các chị đã đặt ra mình phải trở thành một nhà lãnh đạo của chính mình để đặt ra cái mục tiêu các chị phải bám sát và cái lộ trình đó để đạt cái mục tiêu mình đặt ra ờ, đầu tiên khi nói về cái việc mà trở thành một cái người có kế hoạch thì uh, cho vi hỏi ở đây các chị đã trở thành một người có kế hoạch chưa có nghĩa là các anh chị đã có kế hoạch cho mục tiêu tháng và mỗi ngày các chị đã bắt đầu có một kế hoạch để thiết lập cho mình một cái mục tiêu ngày để mục tiêu tuần và để các chị bám sát và làm chưa đấy và chúng ta đã thực sự trở thành nhà lãnh đạo có nghĩa là đặt ra mục tiêu ngày mình đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu ngày và kèm bản thân của mình kỷ luật hoàn thành được mục tiêu ngày hàng ngày hàng tuần hay chưa thì đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng nó sẽ là cái yếu tố để khiến cho các anh chị bùng nổ tài chính và giúp cho các anh chị có thể luôn luôn hoàn thành mục tiêu đó là hãy trở thành cái người khởi xướng và lãnh đạo và đương nhiên rồi cái yếu tố này nó sẽ là cái yếu tố cực kỳ quan trọng đối với mỗi chúng ta đây nếu mà các chị là cái người không có lập kế hoạch đúng không ạ không có mục tiêu thì chúng ta sẽ mở mắt ra các chị sẽ thường hay để thời gian của mình đó, nó trôi nổi trôi nổi và các chị không có một cái sự tập trung hoàn toàn vào cái việc để tạo ra kết quả và các chị sẽ làm lãng phí thời gian của mình đấy và lãng phí năng lượng của mình vào những cái việc không quan trọng và không cần thiết và chính vì như vậy thời gian thì ngày thì nó trôi qua thì hết nhưng mà công việc của mình thì nó chưa giải quyết được cái gì hết nha cho nên hãy trở thành một cái người khởi sướng và tự lãnh đạo của mình tự lãnh đạo mình tự dẫn dắt mình để bản thân của mình có thể làm theo đúng cái mục tiêu ngày mình đã đặt ra bám sát nó hoàn thành nó các chị Ok Hình dung chưa Và ngày hôm nay hãy trở thành một cái người thật sự Tự lãnh đạo chính mình Và bắt đầu hãy sống có kế hoạch Bao nhiêu ca chị thấy rằng là Một cái uh, câu mà Vi thường hay nghe Nhiều anh chị nói rằng là uh, Các anh chị thường hay lập ra kế hoạch Mà các chị uh, thường hay Mình không đặt ra mục tiêu thôi Cái mình đặt ra mục tiêu Cái mình thấy rằng là hình như có những cái việc khác nó xen vô Nó có nhiều những cái việc khác xây dựng Mà khiến các chị không làm được Có không ạ? Có không ạ? Có như vậy có nhiều anh chị nói cái câu này đó ví dụ như mình đừng đặt ra mục tiêu gì hết thấy nó một thứ bình thường đó nhưng mà bắt đầu mình đặt, ra cái mục tiêu cái tiêu chí nào đó cái tự nhiên mình thấy là sẽ có những cái việc khác nó xen vô nó xen vô đó khiến cho các anh chị không đạt mục tiêu và khiến cho các anh chị phải xử lý rất là nhiều các anh chị ha có luôn ha ok và các anh chị biết rằng là đầu tiên á tại sao lại điều đó ha bởi vì trước giờ á các anh chị không có tập trung thôi Chứ những cái việc vật vặt đó, nó vẫn hiển thị cho cuộc sống của các anh chị. Bởi vì đó là thói quen của chúng ta. Nhưng khi các chị đã có mục tiêu thì các chị đã bắt đầu có một sự tập trung vào mục tiêu của mình. Thì khi đó các chị sẽ thấy nhiều những vấn đề mà các chị đang gặp ở cái thói quen của mình. Nên các chị thấy nhiều vấn đề hơn là bởi vì các chị đang tập trung vào mục tiêu của mình. Nên các chị mới nhận diện được cái điều đó. Còn trước đây, điều đó, những thói quen đó nó vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng bản thân của các chị không có một cái mục tiêu và không có sự tập trung. Nên các chị không phát hiện nó và không thấy nó rõ ràng thôi. Nhưng những cái điều đó nó vẫn ở đó. Thói quen của các chị nó vẫn ở đó. Hình dung không ạ? Cho đến khi các chị có một mục tiêu cụ thể và có một sự tập trung cụ thể thì những cái điều đó nó hiển thị một cách rõ ràng hơn cho các anh chị thấy thôi. Bởi vì các chị có sự tập trung hơn. Chứ không phải là do các chị đặt mục tiêu các chị bắt đầu thấy những vấn đề. Mà những cái vấn đề đó nó đến từ cái thói quen hàng ngày của các anh chị trong tất cả mọi việc các chị làm. Nhưng mà trước giờ các chị là cái người không có mục tiêu gì cả sống không có tiêu chí nào cả, không mục tiêu nào cả, nên các chị không quan tâm gì cả, nên các chị đã không phát hiện ra nó rõ ràng. Cho đến khi các chị thật sự bắt đầu đưa ra cho mình cái tiêu chí, đưa ra cho mình một cái mục tiêu rõ ràng, thì tự nhiên các chị thấy cái điều đó hiện thị rõ hơn, là do các chị bắt đầu có một sự tập trung, chứ không phải là do các chị đặt ra mục tiêu cái đó đã xảy ra. Hình như ạ, à, nó không phải đến từ việc các chị đặt mục tiêu mà nó đến từ cái thói quen hàng ngày của chị, nó đã như vậy rồi. Và hôm nay do các chị bắt đầu có mục tiêu của rõ ràng và các chị có sự tập trung tốt hơn thì bắt đầu các chị thấy cái điều đó hiện thị rõ hơn bởi vì cái gì tập trung thì cái đó nó sẽ mở rộng đúng không ạ thì khi bắt đầu bên trong của các chị đã có sự tập trung thì những cái điều đó hiện thị để các chị có thể thay đổi được bản thân mình chỉnh lại những thói quen đó chỉnh lại các cái hành động đó chỉnh lại những cái sự, những cái vấn đề mà các chị đang gặp các chị phải thay đổi thì các chị mới đạt được mục tiêu của mình ha à, đó cho nên là đừng nghĩ rằng là do các chị đặt mục tiêu thì các chị mới thấy vấn đề ha mà vấn đề đó nó đang hiện hữu và nó khiến cuộc sống của các chị trôi nổi bồng bềnh đó lúc có lúc không đó nên là hiển thị để các chị thấy để thay đổi điều chỉnh để bước lên một cái level mới nha <laughs> yeah. mình phải nắm được các chị nha để mình không bị đổ thừa mình cứ bị đổ thừa cái mình đổ thừa là do mình đặt mục tiêu các chị không cái bắt đầu mình đổ thừa là do mình đặt mục tiêu cái nó 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 bị như vậy bắt đầu là các chị thấy là thôi tôi không đặt mục tiêu nó đồng đặt mục tiêu cái sợ luôn tự nhiên các chị sợ cái việc đặt ra mục tiêu đặt ra mình tiêu chuẩn nào đó đúng không cái tự nhiên các chị không không sống vào cái người sống không có kế hoạch luôn các chị hả và bắt đầu mình lại thả trôi thả nổi cái, cái cái, cái cái thời gian của mình nữa đấy nên là đừng có đau thừa là do mình đặt mục tiêu nha mà do do dạ dạ do thói quen của mình hàng ngày ok ha rồi bí quyết số 6 sức mạnh của trí tưởng tượng sức mạnh của trí tưởng tượng các anh chị Ví số 6 Sức mạnh của trí tưởng tượng Cái này có cần phải nói thêm không các chị? <laughs> cái này có cần nói thêm không các chị? Và nói với các anh chị rằng Khả năng trí tưởng tượng của các chị rất tuyệt vời Trí tưởng tượng là cầu nói giữa cái thế giới ấy, đúng không? Là cầu nói một cái trung tâm sáng tạo để giúp cho các chị kiến tạo ra những cái mới và thu hút cho các chị những, những nguồn lực những cái nguồn lực mới cho nên là gì ạ à? hãy bắt đầu sử dụng cái tưởng tượng của các chị một cách đầy hiệu quả bằng cách đó là gì ạ à? một phải luôn biết mình muốn cái gì kết quả cuối cùng các chị muốn là gì cái thứ hai đó là phải hình dung được bức tranh trong tâm trí của các chị và nhớ nha giữ vững được cái bức tranh đó trong tâm trí các chị cho đến khi các chị đạt được mục tiêu các chị thì thôi bởi vì á có nhiều anh chị mình đang bị một cái điều này nè mục tiêu của các chị á không ghi xuống không vạch ra thành bức tranh rõ ràng và các chị chỉ nghĩ thôi cho nên ngày ngày hôm nay các chị nghĩ bức tranh này ngày mai các chị nghĩ bức tranh khác ngày mốt các chị nghĩ bức tranh nọ đó nên là các chị thấy rằng các chị không giữ vững được cái trọng tâm về cái điều các chị muốn nên là các chị thay đổi liên tục cái bức tranh của các anh chị nên là tiềm thức không biết là các chị đang muốn cái gì cho nên là nó cũng không biết hưởng thị hiển thị như thế nào nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á nhiều anh chị á chúng ta không có được cái sức mạnh nội tâm. Có nghĩa là các anh chị đặt ra mục tiêu nhưng mà đôi khi các chị không giữ vững được cái trọng tâm, các chị không giữ vững được cái lòng tin, các chị không giữ vững được cái sự uh, tập trung vào điều muốn nên là các chị thường hay để tâm trí của các chị nó nghĩ và nó tưởng tượng về những cái vấn đề đi ngược lại so với những điều các chị muốn, đúng không? các chị thấy này không? ngay là các chị ngồi và các chị hay tưởng tượng về nỗi sợ hãi, về những cái vấn đề, về những cái sự kiện không tích cực đó. đó. nghĩa là các chị cứ để mình cứ bay bổng vào những cái hình ảnh đó, mà các chị nhớ nha, cái gì đã có bên trong thì nó sẽ có bên ngoài. Nhưng mà hình như các chị không có làm chủ được cái cái tâm các chị Không có làm chủ được cái suy nghĩ của các chị Không làm chủ được cảm xúc của các chị Và các chị thường hay để Chúng ta thường hay nghĩ về những cái hình ảnh Mình không mong muốn Mà có nhiều lúc là các chị không làm chủ được luôn Đúng không ạ? Các chị không làm chủ được mình luôn Các chị không thể nào kiểm soát được mình đang nghĩ Mình muốn, mình không muốn nghĩ Nhưng mà mình vẫn nghĩ Có bao nhiêu anh chị cũng đang bị rơi vào trạng thái này ngay là những bức tranh đó các chị biết rằng nó không tích cực vô đây học vô câu lạc bộ học các chị đã biết là nó không tích cực rồi các chị không muốn nghĩ về nó đâu nhưng mà các chị không làm chủ được nó và các chị cứ nghĩ thôi và các chị cứ thôi đừng nghĩ nhưng mà vẫn nghĩ cái miệng thôi thôi đừng nghĩ thôi không, hay không tập trung nữa nhưng mà hai giây sau là các chị lại tập trung rồi bao nhiêu các chị đang bị hiện trạng này và muốn biết được cách để thay đổi thì comment anh z ha Ủa, nhiều vậy hả? <laughs> nhiều anh chị đang 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 ở tình trạng này hả? Ok. Trước đây vi mới khi mà vi mới bắt đầu là vi cũng vậy. Tại sao nó lại như đầu tiên phân tích tại sao nó lại như vậy trước các anh chị ha? Để cho các anh chị hiểu tại sao mà mình hay bị nghĩ về những hình ảnh mình không muốn và những nỗi sợ và mình biết điều đó nó không đưa không lên nhưng mà mình không có làm chủ được và mình hay bị răng tăng. Thế nhất đó là cái hình ảnh mà các anh chị đã đó là những cái kinh nghiệm và trải nghiệm mà chúng ta đã từng trải trong quá khứ rất nhiều. Từ trong quá khứ, bức tranh kinh nghiệm và trải nghiệm của mình trong quá khứ, thì trước giờ đa phần chúng ta đều bị gặp quá nhiều những điều không tích cực. Và nó đã trở thành một cái điểm neo bên trong mình. Và nó trở thành một cái niềm tin bên trong mình các anh chị. Cho nên là à? cái nỗi sợ của các chị nó sẽ lớn hơn so với cái lòng tin của các anh chị. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là gì ạ? À? À, những cái hình ảnh mà các chị được neo từ xưa giờ đó, trong cái các chị nhớ nha, bất kỳ một hình ảnh nào mà các chị thấy nó không mất nó sẽ nằm trong tâm trí của các chị bởi vì tiềm thức của các chị nó giống như một cái máy sao chép cực kỳ là lớn cho nên các chị cần các chị lướt qua thôi các chị cần vô tình các chị thấy thôi một cái là nó là thấy nó hiển thị vẫn nằm trong tiềm thức các anh chị luôn rồi với tiềm thức của các anh chị cái bộ óc của các chị khả năng xử lý của nó cao hơn rất là nhiều so với tất cả những cái uh, thuật toán khác trên thế giới này thực toán nhân tạo các chị không thể nào bằng cái bộ óc của mình các anh chị không bao giờ bằng bộ não mình được cho nên cái khả năng mà chụp sao chép trời ơi của mình nó kinh khủng khiếp lắm nó kinh khủng khiếp lắm các anh chị ha nên là các chị biết rằng là bất kỳ những hình ảnh nào các chị thấy là nó đã được lưu trữ rồi đó nên là các chị biết rằng là và ngày hôm nay thì những hình ảnh mà các chị hay nhìn hay thấy hay nghĩ là những điều không tích cực nhiều cho nên là cái khả năng mà các chị có thể làm chủ được cái bức tranh trong tinh thần các chị làm chủ được cái suy nghĩ bên trong của các chị á thì nó chưa có độ lớn bằng bởi vì cái thời gian mà các chị tiếp xúc với môi trường câu lạc bộ không nhiều và cái thời gian để các chị thấy và nghĩ tới chạm những cái điều tích cực đó, nó không có nhiều bằng những cái không tích cực đồng ý không ạ à? thì bây giờ cái nào nó lớn hơn thì cái đó nó có sức mạnh hơn cái nào nó lớn hơn thì cái đó nó có sức mạnh hơn đó, đó. cho nên là cái thời gian để các chị tiếp làm những điều không tích cực nó đang nhiều hơn lớn hơn mạnh hơn so với những cái gì tích cực hình ảnh tích cực suy nghĩ tích cực trải nghiệm tích cực mà các chị có hình dung chưa cho nên là dạ các chị sẽ để để có thể làm chủ được cái suy nghĩ và cái hình ảnh trong tâm trí của các chị về cái điều các chị muốn thì nó chỉ có những cách như sau một một cái anh chị ha các chị nhận thức được bản thân của mình hay bị suy nghĩ không làm chủ được suy nghĩ có nghĩa là mình hay mình hay nhận thức được là à bản thân của mình á rất là dễ bị tác động bởi những cái điều không tích cực thấy một cái hình ảnh không tích cực rồi mình đã cố gắng là kêu xóa khỏi tâm trí của mình rồi nhưng mà nó cứ lãng giảng lãng giảng nữa không ạ à? mặc dù là ví dụ như các chị vừa thấy những hình ảnh không tích cực rồi các chị đó là tôi là thi thủ tôi an toàn tôi đã thi thủ tôi an toàn và ngay lúc này bây giờ đúng không ạ à? à, tôi cầu mong mọi người an toàn tôi an toàn mọi người an toàn nhưng mà nói gì thôi xong hơi là bắt đầu nhưng mà các chị đã hình ảnh nó nằm trong tâm trí các chị đó nhưng mà các chị đấy nói là mấy lúc này tôi xóa rồi nhưng mà các chị vẫn không xóa được và cứ lo lo cái nó hiện lên cái lâu lâu nó hiện lên <laughs> nó cứ hiện lên và các chị không có thể kiểm soát được cái hình ảnh đó đó ạ à, cho nên đầu tiên này nhận thức được bản thân của các chị đang không kiểm soát được hay là kiểm soát rất ít nha đầu tiên là phải nhận thức được mình không kiểm soát được hoặc là kiểm soát rất ít về những hình ảnh đó rồi cái thứ hai đó là các chị sẽ làm cho em một thứ đó là khi mà các chị thấy những cái điều không tích cực á các chị ha thì như vi nói cái thông tin không tích cực nó nhiều hơn thông tin tích cực cho nên khi mà các chị thấy một cái hình ảnh không tích cực hay là lỡ nó một điều không tích cực hay là tập trung vào những điều không tích cực thì bên trong của các chị sẽ bị nỗi sợ hãi rất cao nha khi mà mình thấy mình biết rằng là a à, cái đó là không tích cực mà các chị đang nghĩ biết được rằng là nếu mà tập trung như không tích cực thì nó sẽ thu hút về phía mình thì tự nhiên các chị sẽ tập trung vào nỗi sợ hãi. Đúng không chưa? Bản thân của mình đang bị tập trung về nỗi sợ hãi và các chị cố gắng đẩy nó ra. Đúng không ạ? Mình đang ở trong các chị á, là cái trạng thái sợ hãi và các chị cố gắng đẩy nó ra càng nhanh càng tốt. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Khi mà các chị cố gắng đẩy nó ra thì theo được hấp dẫn bạn ở tầng số nào thì bạn hấp dẫn tầng số đó và cái trạng thái của các chị là trạng thái sợ hãi trạng thái lo lắng cho nên nó cứ hút về các chị thôi <laughs> à nếu no. mặc dù các chị đang cố gắng đẩy nó ra nhưng cái tầng số của các chị là tầng số của nó sợ hãi tầng số của lo lắng thì các chị lại hút nó về thôi nên càng đẩy thì hình như càng thấy càng muốn không nghĩ thì lại càng nghĩ vì cái tần số các chị là tần số của nỗi sợ hãi Sự lo lắng Mất bình tĩnh Đúng không ạ? Đấy Cho nên là gì Càng nãy thì nó càng hiện diện trong tâm trí các chị <laughs> nó Tự nhiên làm cho tần, cùng tần số hả? Thì nó nằm ngay trong tâm trí các chị luôn cả, tại, tại, tại là cùng tần số Hình dung chưa? Vậy cái điều mình cần phải làm ở đây đó là gì? Một khi mà các chị đang thấy mình đang nghĩ không tích cực nó không tích, nói không tích cực thì lặp lại nha lặp lại cái câu mà tích cực đảo ngược cái câu nó lại lặp lại 50 lần trong vòng một phút các chị ha khi mà các anh chị nghĩ nói điều tích cực á thì dùng ý thức là dùng cái miệng mình nè dùng suy nghĩ của mình cái miệng mình nè lặp lại cái đảo ngược cái câu đó lại đảo ngược thành cái câu cái điều các chị muốn kết quả các chị muốn lặp đi lặp lại 50 lần trong một phút Thế các chị sẽ lập đi lại liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục luôn. Nhưng mà nhớ nha, cái quan trọng ở đây đó là các chị phải thay đổi được cái cảm xúc của các chị. Đừng cố gắng nói trong nỗi sợ hãi. Đừng cố gắng nói trong nỗi sợ hãi. Các chị càng cố gắng nói trong nỗi sợ hãi thì cái hình ảnh đó nó lại nằm trong tâm trí các chị. Nhớ nha, tần số nào thì sẽ hấp dẫn tần số đó. Khi các chị ở trạng thái sợ hãi thì các chị thấy hiển thị trong đầu các chị không à? <cười> <cười> các chị càng sợ hãi thì nó lại hiển thị trong đầu các chị á nó hầu như nó không chạy đâu trên năm đầu các chị á nên là gì ạ quan trọng đó là hãy nhớ này khi mà các chị nói thì điều chỉnh được cái suy nghĩ và cảm xúc các chị về trạng thái đó là sự tự tin cho nên hãy lập đi lập lại 50 đến 60 lần trong vòng một phút hoặc là nửa tiếng cũng được các chị ha miễn sao các chị nói một cách chậm rãi từ tốn nha ví dụ như là tôi tự do mọi người tự tôi có cuộc sống tự do mọi người có cuộc sống tự do ví dụ các chị đang thấy gì đó mà khiến cho các anh chị phải ràng buộc hay gì đó ha thì cái đó là hãy lặp đi lại câu câu là tôi có cuộc sống tự do cuộc sống của tôi là tự do giàu có khỏe mạnh hạnh phúc trọn vẹn tôi xứng đáng được tự do mọi người được tự do tôi chúc phúc cho người tự cuộc sống tự do và hãy nói đi nói lại nói đi nói lại nói đi nói lại nói đi nói lại 50 đến 60 lần cho đến khi các chị cảm nhận được cái năng lượng của sự tự do và bên trong của các chị không nói nữa Mà nó hiển thị cái từ đó vang vang trong đầu các chị Thì đó là các chị đã Bắt đầu thay đổi được cái bức tranh của mình Hình như không ạ Năng lượng của các chị, cảm xúc của các chị Nó không còn nỗi sợ hãi nữa Thì các chị thấy những cái hình ảnh Trong tâm trí của các chị cũng là Nó vương vấn những câu nói tích cực Mà các chị đang nói bây giờ Bởi vì các chị ám thị 50 lần, 60 lần mà Cho nên là ám thị liên tục luôn mà Ám thị liên tục luôn các chị Ám thị nói liên tục cho đến khi nào không nói nữa mà trong đầu các chị nói vang vang cái câu nói đó thì là các chị mới dừng còn nếu mà các chị thấy các anh chị nói xong các chị không nói mà nó hiện thị cái cái hình ảnh không tích cực thì mình phải tiếp tục đâu ạ mình phải tiếp tục bởi vì các anh chị đang chưa có làm chủ được cái cảm xúc và chưa thay đổi được cái tần số của các chị các chị chưa chuyển hóa được cái sự tập trung của mình vào cái định muốn cho nên phải lấy đi cái sự tập trung của cái não bộ của mình ngay ở hiện tại bằng cách lập đi lập lại cho đến khi các chị chỉ nghĩ về được cái, cái câu mà nó vang vang các chị nói bên khi các chị không nói nữa mà nó vang vang những câu nói trong đầu thành một lời hát ru luôn thì khi đó các chị mới bắt đầu chiến thắng được cái gì ạ cái hình ảnh trong tâm trí của các chị ha và các chị đã lấy được cái sự tập trung của não bộ của các chị về cái điều mình muốn còn khi mà các chị thả ra và các chị mới nói được có mấy câu các chị thả ra nó vẫn hiển thị cái đó thì các chị chưa có lấy được sự tập trung được ha thì đó là cái cách mà mình sẽ chuyển đổi lại cái bức tranh của các chị, cái suy nghĩ của các chị ha Về cái điều mà các chị muốn Ok ha Thì khi mà các chị đã lấy được cái sự tự tin của mình rồi Các chị đã làm chủ được cái tiếng nói trong đầu các chị Các chị đã làm chủ được cái cảm xúc của các chị rồi Thì khi này nè Các chị sẽ hình dung về cái điều các chị muốn thì nó mới có sức mạnh Còn khi mà các chị đang ở nội sải á khi mà các chị đang ở nội sợ hãi, các chị đang ở tần số lo lắng, ở nội sợ hãi thì hình như là những quyết định của các chị tại vì nó không có cùng tần số với cái điều các chị muốn nên là những điều các chị muốn nó không có được thu hút về hình dung ạ tại vì các chị nói được cái chị muốn mà nó không có cùng tần số được cái tần số của các chị đang là tần số của nội sợ hãi thì nó chỉ thu hút những cái gì à những cái hình ảnh nội sợ hãi thôi và những, những cái tần số đó nó đang hiển thị ngay trong tâm trí của các chị nên là các chị muốn nghĩ về cái điều các chị muốn nhưng mà không có làm chủ được cho nên là hãy chỉ cần đúc kết nó thành một câu ngắn gọn, xúc tích và các chị đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại cho em đến 50 đến 60 lần trong vòng một phút. Đó hoặc là nửa tiếng gì đó, tùy vào cái nhịp độ các chị nói ngắn nói dài. Nhưng hãy nói cho đến khi mà các chị thấy không nói nữa mà cái 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 điều các chị muốn nó vang trong đầu các chị. Đó giống như khi mà các chị nghe một bài hát. Các chị ví dụ như các chị cái bài hát đó bài hát các chị không thích nhưng mà hàng xóm của các chị mở từ sáng tối mở hoài luôn cái tự nhiên là nó vang vang trong đầu các chị các chị không cố gắng mà nó cứ vang vang trong đầu mà đúng không <laughs> đó là nó đã trở thành một trong phần tiềm thức của các chị rồi nghĩa là nó đã làm chủ suy nghĩ các chị rồi thì bây giờ cái việc của các chị là hãy làm cái điều đó đó là hãy làm chủ suy nghĩ của các chị bằng cách là lập đi lập lại 50 đến 60 lần cho đến khi khi mà các chị không nghĩ gì nữa thì nó vẫn vang trong đầu các chị đó thì đó là bắt đầu các chị đã lấy lại cái sự tập trung của não bộ của mình Ok chưa? Và cái tần số của các chị đó là cái tần số của cái điều các chị muốn. Thì khi này nè, các chị hình dung được vào những cái bức tranh, cái kết quả các chị muốn thì tần số nào nó sẽ hấp dẫn tần số đó. Thì nó sẽ giúp cho các chị hình dung tưởng rất là tốt và hấp dẫn những nguồn lực mà các anh chị mong muốn nó sẽ nhanh hơn. Và ngược lại, nếu mà các chị cứ hình dung trong cái trạng thái sợ hãi thì cái tần số của các chị chỉ hấp dẫn những cái vấn đề và nói sợ hãi tiếp tục nó lại cuốn lấy các anh chị thôi. ha cho nên là uh, bài học ở đây đó là các chị phải chiến thắng được trò chơi trong tâm trí các chị ha các chị phải chiến thắng được cái trò chơi trong tâm trí các chị phải chiến thắng được chính cái suy nghĩ của mình đó ở giống như câu nói mà đức phật hay nói đó đó là gì ạ thắng uh, chiến thắng được hàng ngàn quân địch thì cũng không bằng chiến thắng chính mình đấy nên là bắt đầu hãy rèn luyện để mà các chị làm chủ lại cái tiếng nói trong đầu của mình làm chủ lại cái cảm xúc của mình đấy và hướng mình theo cái điều các chị muốn và lâu lâu nó vẫn cái vấn những cái hình ảnh đó nó vẫn tái hiện về bởi vì nó là một phần trong cuộc sống của các anh chị một phần trong tiềm thức của các chị từ trước đến bây giờ chỉ cần các chị hít sâu thở điều lắng động lại và lơ nó đi và bắt đầu nói cái điều các chị muốn đừng cố gắng xấy sâu nó về À, những cái điều không tích cực hay là những hình ảnh lâu lâu nó sẽ hiện thị những cái câu chuyện trong quá khứ của các anh chị á. Lâu lâu nó sẽ hiện thị về nha. Và nó khiến cho các anh chị không vui và nó khiến cho các anh chị cảm thấy giống như là mình đang bị tội lỗi, mình đang bị ấy nấy về điều đó, mình đang cảm thấy là cái điều đó trong quá khứ mình đã làm cái điều không đúng và khiến cho mình cực kỳ không thoải mái. Có không ạ? À? Các anh chị có hay bị như vậy không ạ? À? thì lúc này cái việc của các chị này không cần phải làm gì cả việc của mình đó là gì ạ à, hãy đừng có xấy sâu vào câu chuyện đó đừng có xấy sâu vào câu chuyện đó và đừng có xấy sâu vào vấn đề đó ha việc của mình đó là gì ạ hít sâu thở đều <laughs> hít sâu thở đều các chị ha và ừ, tôi yêu bạn tôi cảm ơn bạn bạn vô cùng tuyệt vời bạn vô cùng xinh đẹp bạn xứng đáng để nhận diện được tốt đẹp nhất Nha, hãy nói là hãy đọc đi lại năm cái câu nói này để giúp cho các anh chị biết rằng là chúng ta phải yêu thương bản thân mình tập trung vào hiện tại và những điều tốt đẹp nó hiện tại và tất cả những cái gì trong quá khứ nó chỉ góp phần để xây dựng cho mình cái hiện tại tốt đẹp hơn đấy và để giúp cho các anh chị học cách để thanh lọc thanh tẩy giúp cho các anh chị bắt đầu làm chủ được nội tâm của mình kiểm soát được cái tâm của các chị kiểm soát được cái suy nghĩ của các chị thì chủ nhật tuần này trong nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí thì vi có một cái quy trình và sẽ giúp cho các anh chị biết cách để làm chủ nội tâm của mình và bắt đầu biết cách để thay đổi luôn đó ạ những cái bức tranh trong quá khứ mà giúp cho các anh chị bắt đầu biết cách để thay đổi lại cái hiện tại và tập trung vào hiện tại và tập trung vào tương lai có chị ha làm chủ nội tâm của mình đấy thì bằng cái phương pháp thì chủ nhật tuần này đó, trong nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí thì vi sẽ là người trực tiếp để giúp cho các anh chị làm cái quy trình này nên là anh chị nào mà có mặt trong nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí thì vi sẽ cùng với các anh chị ha và chỉ cho các anh chị cái cách để thực hành hàng ngày hàng ngày để bắt đầu các chị huấn luyện và làm chủ là cái nội tâm các anh chị ha bởi vì nếu mà các chị không biết cách để thanh lọc nó ra không biết cách để làm chủ là cái nội tâm các chị làm chủ là cái tiếng nói trong suy nghĩ các chị thì các chị thường hay rất là dễ bị cuốn theo các chị cứ bị cuốn theo, bị cuốn theo, bị cuốn theo và các chị không tách rời ra được và các chị xoáy sâu vào những nỗi đau đó và, và bắt đầu các chị lại thấy mình tội lỗi và bắt đầu các chị cứ cuốn theo những cái bức tranh đó thì các chị biết rằng là tiềm thức không biết quá khứ hiện tại hay tương lai khi các chị đưa mình về cái tần số đó là các chị đang thu hút cho mình rất là nhiều những cái vấn đề tiếp theo và cái hiện tại các chị và tương lai các chị sẽ gặp rất là nhiều những vấn đề thông qua cái tần số mà các chị đang cố gắng bị xoáy sâu vào những vấn đề đó, đó. các chị ha nên là thay đổi và thay đổi như thế nào chỉnh như thế nào huấn luyện bản thân mình như thế nào thì chủ nhật tuần này vi sẽ chia sẻ với các anh chị ha cho à, nên là hãy có mặt trong nhóm rèn luyện 60 ngày các anh chị à, chủ nhật tuần này vi sẽ à, đồng hành với các anh chị và giúp cho các anh chị bắt đầu thực hiện những cái quy trình này và đương nhiên nó có quy trình rèn đó đúng không ạ và đương nhiên vi sẽ cùng với các anh chị rèn ha và bắt đầu điều chỉnh lại làm chủ lại nội tâm của mình thì bắt đầu cái, gì cái việc hình dung tưởng tượng nó không có khó chỉ có ăn cái là các chị không có làm chủ được cái suy nghĩ các chị và không có làm chủ được bức tranh ở hiện tại thôi nên là các chị cứ bị lăng tăng không tập trung được nên các chị cứ lăng tăng giữa cái quá khứ và những cái vấn đề không tích cực và những điều các chị muốn nên là bên trong của các chị nó rất là nhiều sóng rất là nhiều sóng ha còn những anh chị nào mà chúng ta tập trung được thì các chị hình dung rất rõ rất tốt và hình như các chị đạt kết quả rất là nhanh bởi vì các chị có khả năng làm chủ được còn những anh chị chúng ta chưa khả năng làm chủ được thì không sao thì uh, chủ nhật đó chúng ta sẽ gặp nhau vào chủ nhật các anh chị ạ rồi, bí quyết số 7 à. Bí quyết số 7 các chị ạ à. Đó là sự nhiệt tình Đó là sự nhiệt tình Sự nhiệt tình Sự nhiệt tình ở đây có nghĩa là gì các anh chị? Sự nhiệt tình Ở đây các chị biết rằng là Bản thân của chúng ta À, để mà các chị có thể đón nhận được những điều tốt đẹp Thì nó đến từ cái việc Các chị phải thích Các chị ghi lại Để mà các chị có thể đón nhận được những điều tốt đẹp Thì nó phải đến từ cái từ đó là thích Chúng ta phải thích Thích kênh chị ha Cái gì các chị không thích Thì các chị sẽ không đón nhận được Cái gì các chị không thích thì các chị sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý toàn lực để làm một trăm được và cũng như nếu mà các chị là không thích thì không bao giờ nhiệt tình được ha không bao giờ nhiệt tình được à, đó không, à? không bao giờ nhiệt tình được đâu các chị dù cho các anh chị cố gắng để nhiệt tình nhưng mà cái các chị cũng không thể nhiệt tình được giống như thế này nè hôm nay uh, bây giờ uh, có nói chuyện với cái uh, anh, à với cái bạn, với cái em bảo vệ ở cái khu bia ở đó bạn này rất là nhiệt tình luôn và hình như là tất cả những cư dân ở đây ai cũng biết bạn hết ai cũng biết bạn hết đấy, cái Vi thấy rằng là mọi người bạn ấy mở thân máy cho mày mà mọi người bước ra vào cái hay chào bạn cái Vi mới hỏi rằng là em làm việc ở đây bao lâu rồi thì bạn ấy nói rằng là em làm việc ở đây chắc hai năm cái Vi mới nói rằng là em làm việc đây 2 năm, ờ, mà hình như là ai cũng biết em hết, em giỏi quá nhở? cái ở đây thì chị thấy cũng có rất là nhiều nhân viên bảo vệ, nhưng mà chị cũng không ấn tượng ai hết, chỉ có ấn tượng mình em mà, em hay quá nhở? <laughs> cái cái bạn nói nè, em được cái là em rất là nhiệt tình với mọi người, đó em nhớ em hay uh, hỗ trợ, hỏi thăm, nên là mọi người biết em. Và hình như là tất cả những người, ở cư dân này ai cũng biết bạn hết Và điều rất là khen bạn về cái phong cách luôn Đó đó chính là sự nhiệt tình Các chị ha Và được khiến cho người ta phải yêu quý Bởi vì cái sự nhiệt tình đó Yêu quý đúng ạ Vì cái sự nhiệt tình đó luôn Các chị ha Và cho nên là giờ Khi mà các chị Một bài học rút ra đây là gì Khi mà mình muốn phụng sự cho ai đó thì mình phải yêu quý ai đó thì mình mới phụng sự được và mình muốn cống hiến lại một điều gì đó cho ai đó thì mình cũng phải yêu người đó yêu thích người đó thì mình mới thể cho và cống hiến người đó trở ngược lại đúng chưa đúng chưa nó phải đến từ đó là cái từ yêu thích bây giờ các anh chị muốn phụng sự trai đó thì phải yêu thích cái người đó yêu thích cái, đó yêu thích cái việc đó yêu thích cái 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 làm đó cái làm đó thì các chị mới có thể cống hiến và phụng sự được hoặc là các chị muốn giúp đỡ một ai đó thì cái người đó cũng phải cái người mà các thích. Thì các chị muốn, mới muốn có hiến vụ phụ sự. Còn nếu không thì đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ không có sinh ra được cái sự nhiệt tình đó đâu. Nha. Chúng ta sẽ không bao giờ sinh ra được cái sự nhiệt tình đó. Thì nó đến từ cái việc yêu thích. Mà trong công việc của các anh chị. Trong công việc kinh doanh của các anh chị. Nếu mà các chị không có sự nhiệt tình. Thì chắc chắn các chị sẽ không bao giờ có sự thành công. Các chị ha. Trong công việc kinh doanh đó nếu mà chúng ta không muốn chúng ta không có sự nhiệt tình đó thì chắc chắn là các chị sẽ không bao giờ có được sự thành công nhưng làm như thế nào để các chị có được sự nhiệt tình đó đây bởi vì các chị biết rằng là sự nhiệt tình có nghĩa là các chị toàn tâm toàn ý yêu thích cái công việc của mình dành cho cái tình yêu cho công việc của mình thì nó mới có được cái sự nhiệt tình này còn nếu không chúng ta sẽ làm việc với một cái tâm thế thờ ơ làm cho xong việc, làm cho có làm, làm cho có đáp án. Trước chúng ta không toàn tâm toàn ý để có thể cống hiến cho công việc của mình. Và đương nhiên, chúng ta cho đi cái gì thì chúng ta sẽ nhận đúng cái đó. Chúng ta không cho đi được cái sự nhiệt tình thì kết quả của chúng ta nó cũng sẽ không có sự nhiệt tình như mình. Ha, nó không có sự bùng nổ. Nó không có sự gia tăng về 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 về, về kết quả lớn. Các chị ạ. Đấy Vậy sự nhiệt tình nó đến từ tình yêu thôi Yêu thích việc mình làm Yêu thích cái người mình Đúng không ạ Ví dụ như Khi mà Vi ngồi đây với các anh chị Thứ nhất Là Vi rất là yêu thích câu lạc bộ Trầm Thao Vàng Vi rất là yêu thích Chủ tịch Chính hội Doanh nhân Nguyễn Nhiễm Vi rất là yêu thích các doanh nhân ở câu lạc bộ Vi rất là yêu thích tất cả các anh chị ở đây Thì Vi mới có được cái sự nhiệt tình như thế này Còn nếu mà Vi không yêu thích đó, Thì chắc chắn rồi À, hôm nay uh, vi bận nha à, mọi người ơi hôm nay vi bận rồi vi uh, không không có lên không lên đây chia sẻ được hẹn các chị bữa khác nha bởi vì hôm nay mình có việc khác quan trọng hơn đúng ạ đấy nên là nó đến từ cái việc mà các chị phải yêu thích cái việc mình đang làm cái sự nhiệt tình này nó cực kỳ quan trọng trong công việc kinh doanh của các anh chị có được sự nhiệt tình thì có nghĩa là các chị có được cái sự làm việc tận tâm tận lực mà không cần tính toán và so đo, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, mà không cần phải ai đó khen mình, không cần phải ai đó thúc giục mình, không cần phải ai đó à, nói rằng là bạn ơi, à, bạn phải làm cái này làm cái kia không, mà mình đã thấy và tự làm hết các anh chị. Những cái việc mà mình biết rằng là đó là những cái việc cần phải làm, thì mình đã làm hết những cái việc trách nhiệm mình phải làm, và có khi là nhiều khi mình còn phải giúp đỡ người khác nữa. Mình đã làm tốt cái việc của mình rồi, mình còn sẵn sàng để giúp đỡ người khác luôn đó chính là sự nhiệt tình Hay nó khác hơn bạn trở thành một cái người gieo hạt cười khôi đó mình là cái người gieo hạt cười khôi cái là mình làm sẵn sàng làm tốt nhất trong công việc mình đang làm và sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những người đồng đội của mình các chị ha thì các chị làm việc với cái tinh thần này đó mà không cần phải tính toán so ro không cần là a à, tôi làm cái này bạn phải cho tôi cái kia không các chị ha Đấy. nếu các khi các chị làm được với cái tinh thần này em nói với các chị các chị không thành công mới là lạ các chị không thành công mới là lạ các chị đúng hay chắc đúng nên ấy, hãy luôn luôn nhiệt tình bởi vì các chị không có cống hiến được cái sự nhiệt tình thì tức là các chị chưa có được cái tình yêu rõ ràng trong các công việc các chị làm con người mà các chị tiếp xúc mà nếu chưa có đủ tình yêu Thì chắc chắn rồi Nó sẽ không có sự phát triển Không có sự kết nối Và đương nhiên nó sẽ không có sự sáng tạo Và nó cũng không có một cái gì à Cái sự bùng nổ ở đây Nha. Nên là Sự nhiệt tình Yếu tố Thứ 8 Yếu tố thứ 8 anh chị. Tính tự chủ tính tự chủ. Tính tự chủ có nghĩa là gì ạ? À? Là một cái người chủ động. Cái gì ha? Trở thành một cái người chủ động. Tự giác. Tự giác, tự chủ, chủ động. Tự làm chủ mình đó tự làm chủ mình ý thứ nhất ý thức trong cái việc giờ giấc các chị ha ý thức trong cái giờ giấc một cái người mà ngày nào đi làm trễ hết là biết là họ không có khả năng đúng không? lúc nào cũng đến lớp trễ làm việc trễ đúng không đấy ra rồi đến cái thời hạn để mà à, nộp cái hồ dự án hồ sơ hay này nọ kia đó lúc nào cũng trễ thì có nghĩa là cái khả năng tự chủ mình không cao các chị ha khả năng tự chủ mình không cao cho nên rèn lại mà nếu các chị không khả năng tự chủ mình không cao á thì cái khả năng mà các chị kiểm soát cái mục tiêu các chị nó cũng không cao chúng ta thường hay luôn luôn để nước tới chân mới nhảy không à nên các chị sẽ luôn luôn hay bị rơi vào trạng thái bị động mình sẽ luôn luôn bị rơi vào trạng thái bị động bởi vì mình không có khả năng kiểm soát và tự chủ đó là ý thức tự chủ các chị ha rồi tinh thần tự chủ tinh thần tự chủ đó là gì ạ à? luôn phải thức được rằng là mình đang là người thành công dù cho các anh chị là ai điều đó không quan trọng nha nhưng quan trọng các chị thức được là tôi định vị tôi là người thành công thì tôi phải tự giác làm tốt cái công việc của mình để khai thác hết tiềm năng của mình chứ không phải uh, tôi làm vậy đó sao mà không có gì dạ, cứ bắt tôi làm nhiều hơn hay là bắt tôi chèn ép hay này nọ hay chèn ép luôn chèn ép tôi tôi không làm đâu này nọ khi không phải cái chị ha cái chị nhớ nha mình hiểu được khi nào các chị có thể mở rộng được đó là khi mà các chị có thể làm việc hết sức của mình thì các chị có thể khai thác được hết tiềm năng của mình cho nên đừng có ngại cái việc mà các chị làm nhiều hơn người khác các chị ha đừng có ngại cái việc mà các chị có thể làm nhiều hơn người khác đừng có ngại cái việc là à, sao người khác làm đúng không ạ đó mà làm họ không làm mình làm các chị em nói với các anh chị năng lực của các chị nó sẽ được khai thác khi mà các chị thật sự làm hết mình cho nên là gì dạ, ý thức trong cái việc mình làm bởi vì những việc các chị làm nó đều khai thác cho các anh chị những các yếu tố cần thiết để phục vụ cho cái sự thành công của các anh chị cho nên hãy luôn có một tinh thần tự chủ Tinh thần làm việc cống hiến Cái tinh thần làm việc phụng sự Cái tinh thần làm việc đó ạ Tư duy của một cái người chủ Đi mặc dù các chị đang làm Nói đúng luôn là các chúng ta đang đi làm thuê Nhưng hãy làm việc với tinh thần của người chủ Các chị ha Ví dụ như anh chị nào vẫn còn đang làm nhân viên phòng Chúng ta vẫn còn phải đi làm công ty ta vẫn phải đi làm thuê cho một công ty nào đó. thì dù cho các anh chị đang làm, đi làm và được trả công, đúng không? nhưng hãy vô tinh thần làm chủ. là sao? để làm mà với thằng chủ là như thế này. trước đây Vi cũng làm một nhân viên của một công ty. đó, nhân viên của công ty các chị ha. và Vi đang ở cái team này, và sau đó lích của Vi nghĩ và được công ty phân bố đến một lĩnh khác, các chị ha, được phân bố đầu lĩnh vực khác, thì không những là vi làm uh, việc tốt việc của vi mà còn vi còn hướng dẫn đúng không ạ, hỗ trợ khi mà cái người lĩnh vực đó họ đang mới lớn, họ không hiểu gì hết, là vi sẽ hỗ trợ cho họ luôn, các chị, họ hỗ trợ cho họ về mọi mặt luôn, các chị ha, nếu khác hơn, Nó là một cánh tay đắc lực cho cái người đích đời của mình luôn. Để hay là mặc dù làm thuê nhưng tinh thần làm chủ, hỗ trợ ngược lại luôn. Các anh chị ha. Rồi. Nên là giờ bởi vì mình luôn ý thức được, mình phải là cái người tạo ra kết quả lớn nhất trong cái tim đó để giúp cho cái tim mình tỏa sáng. Chứ không bao giờ thấy không tại sao mất tôi làm nhiều hơn? Quy sẵn sàng ở lại làm thêm giờ để mình tạo ra kết quả tốt cho mình và tốt cho cái tim của mình luôn. Các anh chị ạ, rất tinh thần. Mặc dù tôi làm thuê đó. Nhưng tôi đang tinh thần làm chủ. Các chị ha. Mặc dù tôi làm thuê. Nhưng cái ý chí của tôi là làm chủ nha. Ý chí là làm chủ. Tự chủ. Chủ động. Để tạo ra cái kết quả cho mình. Và làm tốt. Để giúp cho. Cái tim của mình nó phải trở thành nằm trong top 10. Các chị ha. Đó. Tôi phải làm tốt để. Cái tim đó. Cái lớp đó. Đó ạ. Phải tỏa sáng. Phải. Có thương hiệu. Đúng không ạ. Phải trở nên người khác phải biết đến đấy. Thì mặc dù là mình đang làm thuê đó, nhưng mà với tinh thần phải là tinh thần tự chủ. Ok không ạ? Em nói với các chị, các chị có tinh thần làm chủ rồi. Kiểu gì các chị cũng thành công hết trơn. Chỉ có một cái là chúng ta đang mang tinh thần của người làm thuê thôi. Mặc dù các chị đi ra kinh doanh mà tư duy của người làm thuê. Các chị tự mở công ty nhưng mà tư duy làm thuê thì cũng không thành công được. À <laughs> <laughs> Em nói với chị Nên cái tinh thần tự chủ Nó cực kỳ là quan trọng Mà cái này thì phải uh, rèn luyện ha Huấn luyện Phát triển đó Còn anh chị nào mà đang làm thuê Mà mang tư, tư, mang tư duy làm thuê luôn Thì hiểu luôn Nha Mình đang làm thuê mang tư duy làm thuê luôn Mình không có một ý chí nào khát khao động lực nào hết Là mình sẽ đi làm thuê hoài luôn Chứ sao <laughs> đó mà à, nó nên là chúng ta phải rèn luyện cái khả năng tư duy của mình để mình được tăng trưởng hơn các chị ha về mọi mặt chỉ khi chúng ta tăng trưởng hơn thì chúng ta mới có được những kết quả lớn hơn thôi ok thì uh, đó là tám cái bí quyết các chị ha tám cái bí quyết cơ bản để giúp cho các chị rằng là để thành công thì chúng ta cần phải đi trên cái nền tảng này thôi Là các chị kiểm tra lại xem coi trong tám cái bí quyết này các chị đã có đủ 8 chưa Các chị đã có đủ 8 chưa Còn nếu mà đang thiếu cái gì Thì Biết rằng mình phải rèn lên Và rèn như thế nào Chúng ta cần có cái môi trường Các chị ha Câu lạc bộ chạm tha vàng Là môi trường rất là tuyệt vời Để chúng ta rèn luyện Về mặt tư duy Về mặt kiến thức Về mặt kỹ năng Và thông báo các chị luôn ha Ngày 12 tháng 3 Tức là Uh, 12 tháng 3 tức là thứ uh, thứ hai thứ ba tuần sau quá các chị ha. Thì chúng ta sẽ có một cái món quà rất là tuyệt vời đối với những anh chị có mặt trong nhóm Điện luyện luyện nhân nhân chào ta vàng. Đó là thu hút khách hàng tự động trên internet để để có thể ngay cả khi bạn đi ngủ. Các chị ha. Thì đây là cái chương trình uh, dành tặng cho những anh chị uh, được tham gia vào nhóm Điện luyện luyện nhân nhân chào ta vàng từ ngày 12 đến ngày 16. Xây dựng hệ thống khách hàng thu hút khách hàng tự động trên internet khi, ngay khi các bạn đang đi ngủ <laughs> rất là hay ha và các chị sẽ được tặng luôn cái tấm vé để có mặt trong sự kiện offline câu lạc bộ chạm tay vàng vào cuối tháng này ngày 30 ngày 31 tháng 3 và bên cạnh đó chủ nhật tuần này các chị sẽ được cùng với vi làm cái quy trình đó để giúp cho các anh chị làm chủ nội tâm các chị ha hòa hợp với chính mình và biết cách để làm chủ nội tâm của mình và ngày quà tặng tiếp theo nè trộm nói các chị anh chị nào mà tham gia trong tuần này thì các chị quá trời quà luôn ngày 13 tháng 3 tức là thứ tư tuần sau lúc 12 giờ thì chúng ta sẽ được học một cái bí kíp rất là tuyệt vời đó là ba mẹ học con thành tài và sẽ chỉ cho các anh chị cách thức để dạy con bằng sức mạnh thức và biết cách để lập trình cho con các chị và những cái tư duy của thành công tư duy tự chủ ngay từ nhỏ như thế nào rèn luyện con các chị về cách quản lý tiền như thế nào cách thức như thế nào dạy cho con các chị trở thành một con người có tư duy có trí tuệ thành công như thế nào nha và đó là cái món quà những món quà mà đối với những anh chị nào có mặt trong nhóm rèn luyện nhân nhân trở thái vàng và cũng như 60 ngày à, chi tiết như thế nào thì các chị cứ nhắn tin cho những anh chị em nhóm trưởng để được hướng dẫn ha và bây giờ thì à, cũng chính ở những cái những cái hành trình này những cái lộ trình này đã giúp cho Vi và rất là nhiều các doanh nhân câu lạc bộ đã có một sự bùng nổ và thành công rất là lớn và thay cuộc thay đổi cuộc đời rất là lớn thì bây giờ thì Vi cũng xin mời lên đây một trong những doanh nhân ạ cực kỳ là truyền cảm hứng ra chị và chị ấy đã có những bước tiến vô cùng tuyệt vời trong thời gian khi mà đồng hành với câu lạc bộ các chị có muốn lắng nghe câu chuyện thành công ạ hãy lắng nghe những câu chuyện thành công biết đâu đó có những cái bí kíp mà các chị sẽ đón nhận được và giúp cho các anh chị ứng dụng thành công bùng nổ ha mà quan trọng hơn đó là giúp cho các anh chị tăng thêm cái niềm tin bởi vì niềm tin rất quan trọng. Chính vì các anh chị được cho bản thân mình nghe nhiều câu chuyện thành công, thì sẽ tiếp lửa cho các anh chị và chính vì đó các chị sẽ hành động cách mạnh mẽ hơn. rồi cả nhà ơi, tay đâu tay đâu ạ. Chúng ta hãy dành một chào thật lớn để chào đón nhân, nhân nhân chị Thu Hồng. À, xin mời chị Thu Hồng ha, à, mình có thể à, lên đây mình có thể chia sẻ câu chuyện thành công mình và truyền hóa tất cả các anh chị. Rồi xin mời chị ạ. Rồi à, xin cảm ơn. À doanh nhân Trần Vi và cho Hồng gửi lời chào tới tất cả các bác anh chị đang có mặt trong phòng zoom buổi tối ngày hôm nay và ở lần đầu tiên thì cho Hồng gửi lời biết ơn tới hai vị thuyền trưởng của câu lạc bộ đấy là doanh nhân uh, chủ tịch Trịnh Quốc Huy và doanh nhân Nguyễn Diễm và Hồng muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới doanh nhân Trần Vi và cũng như là chị doanh nhân Đậu Thắng là những người mà đã hỗ trợ và đồng hành cùng với Hồng khi mà Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ và cho Hồng xin ít phút để Hồng có thể là giới thiệu bản thân mình một xíu. Hồng năm nay là năm là Hồng 34 tuổi và hiện tại thì Hồng đang sinh sống và làm việc tại thị trấn Diễn Châu, Nghệ An và công việc chính của Hồng đấy là kinh doanh và đầu tư cũng làm nhau hoạch hoạch định cuộc sống cũng như là một thành viên câu lạc bộ Trần Tài Hà Vang. Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ cái cơ riêng Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ thì cũng nói chung là nó cũng chưa được tích cực lắm về tài chính và chính cái mâu thuẫn về tài chính cho nên là dẫn tới mối quan hệ cũng không được hòa hợp và cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là lớn và uh, Hồng cũng xin phép chia sẻ cái câu chuyện của mình uh, biết đâu đấy cũng có một số anh chị ở đây cũng giống như Hồng cái thời điểm đầu Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ thì có thể là tăng cái niềm tin cũng như là truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị nhà mình ha uh, khi mà Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ thì Ờ, tài chính của Hồng cũng được uh, an toàn cho lắm bởi vì là trước đây á, thì Hồng cũng đi làm đi sinh rồi đi hoa uh, lai có nghĩa là mình cũng đi làm việc rồi sau đấy mình về nước lập gia đình thì Hồng cũng có kiếm một cái công việc uh, làm công mình làm thì sau đấy thì mình nghĩ rằng là thấy là người ta đi du lịch rồi thấy người ta rất là tự do thời gian thì Hồng cũng nghe người ta nói là Ừ bây giờ là muốn giàu là phải kinh doanh Thế thì mình cũng vì, vì tư duy của mình lâu nay là chỉ có đi làm công thôi Thế thì lúc đấy về Hồng cũng có một ít vốn rồi Và sau đấy thì Hồng lại huy động thêm nữa Thế là cũng được đâu khoảng là hơn 200 200 thế là Hồng thấy cái Thời điểm năm 2017-18 Thì đang rất là hot về mảng spa Thế là Hồng cũng Thôi cũng đi học Đầu tư là đi học Và đúng vào cái dịp đấy thì vợ chồng Hồng cũng mới mua một miếng đất ở mặt đường nữa cho nên là nó cũng kéo theo cái phần tài chính là hồng dồn vào đấy rất là nhiều à, và đi học thì sau đấy về mở spa làm thì uh, đi học nói chung là có hai ba tháng thôi hai ba tháng sau về đấy kiểu nóng ruột đấy nhưng mà được cái may là mình đã có mặt bằng rồi sau đấy thì hồng về hồng mở ra thì nói chung là lúc đầu chỉ làm được một số khách quen thôi à, tay chưa được giỏi lắm mà cái tay nghề chưa được ok lắm ấy, thì làm cái bộ uh, nói chung là làm mày cho người ta thì không có được đẹp lắm cho đến người ta bắt đầy người ta làm cái đấy người ta bắt đền sẽ là mình thấy nản quá tức là nản nó dần dần là mất khách bởi vì là ở đấy xung quanh chỗ hồng ở thì rất là nhiều những thương hiệu lớn rồi cho nên là mà làm bị mất khách thì sau đấy là mình thấy rồi bây giờ kiểu này là không được sau đấy là cuối 2018 nói chung là giữa giữa đấy thì thấy cái mô cái cái kiểu cái mô hình kinh doanh online về mỹ phẩm á thì là à, bây giờ mình làm spa mình kết hợp thêm mỹ phẩm nữa thì có biết đâu đấy lại ngon thế là lại nhờ, huy động thêm lại đi huy động thêm với chị huy động thêm uh, hơn gần 200 triệu nữa để mình ôm hàng đấy lúc đấy thì chỉ có lao ra để đi ôm hàng thôi và xong là về đấy cũng học cách live chị cũng lên live stream rồi cũng chia sẻ nhưng mà không có ai mua cả uh, may mắn là được những người thân và gia đình ủng hộ cho được hai bộ bộ sản phẩm và trong vòng 6 tháng thì hồng không có đi được một cái đơn hàng nào cả uh, thì đây hồng cũng xin phép xe uh, cái cái hình ảnh mà khi mà bắt đầu là hồng có ôm hàng đây mình cũng đã huy động tiền thêm để mình kinh doanh đấy ạ đấy là cái hình ảnh mà trước khi hồng biết uh, tới môi trường câu lạc bộ và trong vòng 6 tháng đấy không đi nổi một cái đơn hàng nào cả và lúc đấy mình đã rơi vào cái tình thế là uh, tiền thì tất cả mọi thứ đều đi huy động từ anh em rồi là ngân hàng mình đã huy động hết rồi bây giờ mà không có lãi nữa mình không có lợi nhuận nữa để về chi trả được cái phần mình huy động cũng như là cái tiền mình chi mình sinh hoạt sống hàng ngày ấy không có cái là kéo dài kéo dài trong vòng gần 6 tháng thì lúc đấy mình không chịu được nữa rồi khóc rất là nhiều khóc rất là nhiều và nó ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều luôn. Sau đấy là chán quá đến nỗi mà có hồng đưa cái xe máy của mình chạy trên cái đường quốc lộ một a nói chung là mình không biết được là mình đang chạy trên đường đó luôn nói chung là nó bị giống kiểu bị stress khóc rất là nhiều. Sau đấy là về mình cứ khao khát cũng lên mạng đi tìm kiếm xem có cái công việc gì không để mình có thể là gia tăng được nói chung là đi kiếm tiền kiểu vậy. À, sau đấy thì thấy tự nhiên thấy có tin nhắn. Tình nhắn với là một cái tin nhắn nữa là chị danh nhân độ thắng có chia sẻ là sắp tới có cái buổi online à, thế Hồng cũng nghĩ mà bây giờ mình thôi bây giờ cứ ra quyết định đi đang rất là khao khát làm nào để mình học bán được hàng rồi mình có thể làm phát triển được bản thân thế thì Hồng đã quyết định là mình đến tới cái buổi online để mình học thì học cái ngày đầu tiên á thì cũng có giống như các anh chị cũng hàng ngày cũng được các bạn hỗ trợ chia sẻ vào zoom để học thôi nhưng mà hồi đấy là Hồng phải đi online các anh chị để được học qua zoom à, nó rất là tiện online đấy thì vào mình cũng được chia sẻ là à, đặt mục tiêu rồi là đặt những cái cuốn sách rồi đi chat live thế thì hồng cũng đang rất khao khát mà thế thì mình cũng rất khao khát chỉ có 10 triệu thôi à, sau đấy là đặt ngày đầu tiên thì sáng ngày hôm sau hồng đến buổi online ấy, thì tầm khoảng là 8 giờ sáng nó thấy cũng cái tin nhắn một người bạn nhắn tin là mình muốn uh, uh, kinh doanh cùng với bạn thế là bạn ấy đã đưa chuyển tiền cho hồng là 10 triệu là đúng với lại cái mục tiêu mà hồng đặt ra là từ đấy là mình tin rất là tin luôn sau đấy là về hồng lao vào trong chỉ dành thời gian để đọc sách đọc sách biên đảo ba cái cuốn sách mà các bạn ở đây các anh chị đã được người bạn hỗ trợ của mình chia sẻ rồi là ghi chép live stream và đặc biệt là đầy đủ tham đầy đủ các cái buổi offline cũng như là xem live stream cái hồi đấy là chưa có zoom đấy là là có xem live stream và đi offline rất là nhiều sắp tới đây chúng ta có cái buổi offline đấy ngày xưa học đi rất là nhiều luôn thì bắt đầu là sang cái tháng thứ hai ấy, thì bắt đầu là mình đặt gấp đôi lên là được 22 triệu 22 triệu xong là Hồng nghĩ rồi đây đúng rồi đúng là cái nơi mà mình đang tìm kiếm bởi vì khi đấy mình vào Hồng vào đã thấy rất nhiều anh chị uh, trên live stream trong môi trường câu lạc bộ cho tiền về quá trời luôn cứ tiền về chín con số rồi là tiền về cả chín con số rất là nhiều thế mình rất là khao khát thế là cũng cứ làm theo như vậy và đến tháng thứ hai thì mình cũng đạt được cái mục tiêu sau đấy mình nghĩ rằng là, à mình biết rồi sau đấy là mình chững lại mình rời xa cái việc mà mình nghiêm túc hơn á Đấy, mình rời xa các cái buổi học cũng như là giờ ít nói chuyện với người bạn hỗ trợ của mình hơn. Thế là kết quả của mình là tụt lại. Sau đấy là Hồng lại phải tự nhiên á, mình thấy tự sao là cái tiền của mình nó lại xuống thế này. Bắt đầu với hỏi lại cái chị uh, hỗ trợ thì chị bảo là em tập trung hơn. Và bây giờ em muốn gia tăng được nhiều tiền hơn thì chắc chắn rồi. Em phải biết được uh, cách bán hàng, cách marketing, uh, cách sale. Thế thì Hồng chỉ hỏi thôi, thì người uh, hướng dẫn của Hồng thì chia sẻ. Đấy là chị doanh nhân độ thắng chia sẻ đấy là Hồng tham dự cái chương trình rèn viện uh, doanh nhân trăm là hóa vàng ấy thì đấy bắt đầu là hồng đã quyết định may mắn là khi đấy mình đã có hai mươi mấy triệu á hai mươi hai triệu thì hồng chỉ trích lại một ít để hồng chi trả cho những cái khoản mà mình cần phải trả còn lại là hồng để tiết kiệm mình rất là phải lao động mình phải làm việc rất là nhiều để mình tiết kiệm từng đồng lại để mình bắt đầu gia tăng cái 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 gọi là tập đầu tư vào trong cái trí tuệ cũng như là cái, cái gọi là cái, cái cái sức khỏe của mình á hồng đầu tư vào đấy để hồng học sau đấy thì mình hồng đủ điều kiện để mình tham dự cái chương trình rèn luyện trạng uh, chặt tay hóa vàng thì khi đấy vào đấy mình hồng đã ứng dụng những cái bộ công thức ở trong đấy và gia tăng được cái tháng đầu tiên tiếp theo mà khi mà hồng bước vào đấy uh, là, cái lợi nhuận của hồng về là 42 triệu uh, 42 triệu sau đấy là hồng bắt đầu làm mình không tiêu hết đâu uh, bắt đầu vẫn tiết kiệm vẫn chi vẫn phải tiết kiệm tiền lại bắt đầu là hồng vẫn có uh, mong muốn là mình uh, quyết định là muốn tham dự cái chương trình rèn dàn luyện dành <laughs> như làm chủ cuộc chơi hồng rất là thích vào cái chương trình đấy và khi hồng vào đó được đủ cái điều kiện để mình vào đấy rồi thì hồng có một cái tầm nhìn hồng rất là tự tin à, cái tầm nhìn của người thành công và hồng có được những cái chiến lược đấy của uh, câu lạc bộ đã chia sẻ và hồng đã nghiêm túc ứng dụng và cũng đã tạo ra được kết quả rất là tốt trong công việc kinh doanh của mình và bây giờ thì hồng đang có một cái cuộc sống tự do về thời gian tự do về không gian và mình đã có một cái công việc để tạo ra những cái dòng thu nhập thụ động không giới hạn và đặc biệt hơn nữa thì sức khỏe của mình trước đây thì hồng bị đau dạ dày ấy, nhưng mà bây giờ thì nhờ cái bộ công thức của câu lạc bộ uh, trong chương trình rèn luyện thân tâm trí thì hồng cũng đã cải thiện được sức khỏe tới 100% luôn đấy và về mối quan hệ thì trước đây ấy, mới bước vào môi trường câu lạc bộ ấy, thì cái chuyện mà hồng lên livestream rồi và học này gia đình không có ai ủng hộ đâu đến nỗi chồng ạ à, viết giấy viết giấy ly hôn ra nói chung là hai vợ chồng mỗi người mỗi nơi thôi không ở với nhau nữa Đấy thì hồng rất là khao khát dù lúc đấy có chuyện gì xảy ra nha Hồng trong đầu trong tim của mình chỉ có khao khát là muốn đồng hành với câu lạc bộ thôi sau đấy Hồng nằm dưới cái tầng hai và khóc rất là nhiều luôn thì thế đấy chị danh nhân đội thắng có hỏi Hồng là bây giờ em quyết định sao em vẫn thích em vẫn thích cái con đường này và em vẫn vẫn yêu câu lạc bộ lắm Hồng chỉ nói một câu đấy thôi thì một ngày đẹp trời nó đó tự nhiên mà chồng mình ủng hộ và thời điểm hiện tại thì bây giờ thì chồng và gia đình đều ủng hộ một trăm phần trăm luôn và việc của mình chỉ có ngồi học tập phát triển và đi trao giá trị thôi, còn chồng và gia đình ai cũng ủng hộ hết, không phải đụng tay đụng chân cái việc gì cả và đó là hồng rất là biết ơn cái công thức ở trong chương trình rèn luyện thân tâm trí để giúp cho mình nói được biết cách để nói những ngôn ngữ yêu thương để cho gia đình ủng hộ mình nhé, đấy và khi mà hồng đã nghiêm túc ứng dụng rồi thì hồng cũng có cái kết quả và bây giờ thì hồng cũng xin phép uh, chia sẻ cái thành công của hồng uh, khi mà hồng đã nghiêm túc ứng dụng những cái Công thức trong các cái chương trình rèn luyện của câu lạc bộ Đấy là thì Hơn 2 năm qua ấy, thì khi bắt đầu Hồng nghiêm túc Thì Hồng cũng có kết quả như sau Thì bây giờ Hồng cũng xin phép xe cái hình ảnh với chị ha Ở đây là trước khi mà Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ Là Hồng kinh doanh, ôm hàng rất là nhiều Và anh chị biết không Hồng ôm gần 200 triệu tiền hàng Và trong khi đấy Hùng không biết kinh doanh không biết marketing là gì hết luôn xong về là 6 tháng không đi được đơn hàng nào hết là cái đấy nói bên công ty á bên công ty ô oh, gọi là lấy hàng về thì họ may mắn là họ cũng lấy về được cho mình khoảng 80 phần trăm thôi chứ không được trả hết à, cho nói, nói chung là cuối cùng là mình không được dương gần 500 triệu à, và mình uh, nhờ một cái cú hích đấy mà Hồng biết biết tới môi trường câu lạc bộ đó các anh chị và đây là cái hình ảnh mà trước khi mà Hồng biết tới môi trường câu lạc bộ đây các anh chị khi đấy trong người là nhìn nhìn là người ta đã không muốn kinh doanh và không có ai làm việc với mình rồi các anh chị và đây là sau khi mà Hồng đã được vào một trường câu lạc bộ để Hồng rèn luyện nói chung là về cả thân tâm trí luôn và rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ rất là tuyệt vời và khi mà Hồng đã nghiêm túc ứng dụng rồi thì cái đầu năm 2022 thì Hồng cũng đã có rất là may mắn cho bản thân của Hồng đã có được cái chuyến du lịch đầu tiên ở Singapore ngày xưa thì mình đi làm thôi, à, bây giờ thì mình đã chính thức được đi chơi, đi du lịch, đi được trải nghiệm những cái dịch vụ VIP nhất và đương nhiên rồi, hồng đi thì không phải riêng một mình mà có những anh chị doanh nhân được những mối quan hệ chất lượng rất là tuyệt vời và đây là cái hình ảnh thứ hai mà hồng đã đến Singapore lần thứ hai, nói chung là đến Singapore hai lần ạ, <laughs> rất là tuyệt vời và bây giờ là cái hình ảnh tiếp theo mà hồng cũng đã được Uh, đặt chân tới một cái đất nước mà mình rất là khao khát khi hồi hùng học lớp 12 đấy là tới núi Phú Sĩ. Ở uh, đây là một trong những cái mà hùng rất là khao khát luôn. Mình nghĩ là chắc lẽ là không biết bao giờ mình đặt chân được mà rất là biết ơn nhờ cái bộ công thức uh, trong cái chương trình rèn luyện uh, chặn tay hỏa vàng uh, mà hùng đã đặt chân được tới núi Phúc Sĩ một cái gọi là không thể tưởng tượng nổi. <laughs> rất là hạnh phúc luôn anh chị. Ở uh, bây giờ nhìn lại mình mình nhìn lại cái hình ảnh của nó rất là cảm xúc rất là cảm xúc luôn ạ à. và đây là cái, cái video mà hồng nó quay trực tiếp lại để hồng giữ lại cho tiềm thức của mình và đây là những cái hình ảnh mà hồng đã được đặt chân tới nhật bản rất là tuyệt vời và một cái thành công cuối cùng nữa đây là một thành công rất là lớn đối với cá nhân của thu hồng à, khi đó mình mới có 32 tuổi thôi, 32 tuổi mà mình đã sở hữu một ngôi nhà. À, nói chung là hồng phải, nói chung là phải mua cả đất và xây cả nhà nữa. Lúc đầu thì hồng xây mua đất ấy, thì đất mặt đường nó chưa được rẻ lắm, nhưng mà vẫn đang không không còn dư được, có nghĩa là đang không có âm, không được dương một ít nữa. Nhưng mà khi mà vào môi trường câu lạc bộ ấy, thì hồng đã ứng dụng cái chiến lược và cái công thức trong cái chương trình rèn luyện làm chủ cuộc chơi ấy, là bắt đầu là hồng biết cách, mình biết cách sử dụng cái công thức ở trong đấy và hồng đã ứng dụng và đã sở hữu được cái ngôi nhà mà hồng mơ ước như này đấy anh chị. Đây là ngôi nhà mà hồng đã ứng dụng bộ công thức của câu lạc bộ và hồng rất là biết ơn nhờ cái bộ công thức câu lạc bộ mà hồng đã có được cái ngôi nhà riêng cho mình. Và ngày xưa hồng cũng đã quyết định là mình phải có ngôi nhà mặt đường và nó phải gần quốc lộ 1 a nói chung là cái nhà nó phải to nhất ở cái khu này và đúng như vậy và bây giờ hồng cũng đang ở trong chính cái ngôi nhà của mình như vậy và đây là cái kết quả của hồng thì nó không phải riêng mình cá nhân hồng mà cả tất cả các doanh nhân cũng như là chị doanh nhân đội thắng và các bạn trong đội nhóm của mình nữa gia đình và đương nhiên là bản thân của mình cũng đã rất là cố gắng rất là nhiều và đó là thành công của của hồng và nói chung là mỗi cá nhân sẽ có một kết quả khác nhau kết quả này thì không điển hình và mỗi người sẽ có một kết quả khác nhau ạ và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị mình đã lắng nghe cái thành công của hồng cảm ơn các anh chị rất là nhiều cảm ơn doanh nhân trần vi ạ Dạ rồi rất là tuyệt vời ha các anh chị hãy gọi là cảm ơn đến nhân nhân chị và Thu Hồng ngày hôm nay đã lên chia sẻ và rất là chuyện hơn tất cả các anh chị trời sau quyết định hay giờ chị gọi là được ngôi nhà mặt đường mà phải lớn nhất khu đó nữa và bây giờ thành sự thật luôn rồi một lần nữa xin chúc thành công của chị Hồng bao nhiêu ca chị cũng mong muốn điều đó à, à nên là cái câu nói rất là hay ha. nói là đã mất công mà nghĩ thì nghĩ lớn <laughs> và chúc mừng chị Hồng rất là nhiều và chúc cho chị Hồng À, có một cái thành công rực rỡ trong năm 2024 và giúp cho chị đạt được tất cả những mục tiêu đặt ra cho, cho năm 2024 của mình ha à, chuyện cảm hứng không các anh chị chuyện cảm hứng không ạ các anh chị có thấy chuyện cảm hứng không ạ và bao nhiêu các anh chị mình cũng muốn trở thành một cái phiên bản tốt hơn đột phá hơn và tạo ra kết quả lớn cho bản thân của mình và gia đình của mình ạ à? à, rồi và đây sau đây cũng là một câu chuyện cực kỳ là chuyện cảm hứng các anh chị ha và cũng là một người chị và chị ấy cũng tên Hồng Trời, sao hình như là ai tinh hồng cũng giỏi nhờ <laughs> và chị ấy đã có cú bột phá rất là tuyệt vời và cực kỳ thành công cho cuộc sống của mình luôn và hãy cùng nhau chúng ta lắng nghe câu chuyện thành công của chị ấy ha để giúp cho các anh chị biết rằng là các chị ấy làm được thì mình cũng làm được, được rồi. rồi cả nhà ơi tới đâu tới đâu ạ à? chúng ta hãy dành một chào thật lớn để chào đón doanh nhân chị lê thị ánh hồng ạ à. rồi xin mời chị ạ à. Dạ, yes, uh, ông xin chúc, uh, xin chào cho nhân uh, Trần Vy uh, và ông xin chào tất cả những anh chị em có mặt trong buổi uh, chiều uh, tối hôm nay đó ạ. À. Rồi, ông xin chúc cho tất cả cô chú, tất cả anh chị em mình một buổi chiều tối uh, tràn đầy năng lượng, tràn gặp nhiều vui. Uh, ông rất là biết ơn cho nhân Trần Vi ngày hôm nay đã cho ông lên đây được ăn mừng thành công. À, rất là biết ơn luôn ạ. À. À, thì à đấy đây thì Hồng cũng rất là biết ơn Chủ tịch Trình Huy, à cho nhân Nguyễn Diệp là hai vị thiên trưởng à, đã tạo ra một cái môi trường vô cùng tuyệt vời. Và đặc biệt nữa là Hồng biết ơn cho nhân Võ An là người đại giáo duyên cho Hồng biết được môi trường này. À, à Hồng à, xin ngày hôm nay thì à À, rất là biết ơn cho nhân Trần vi cho Hồng à, tiếp tục ăn mừng thành công à, Bởi vì cũng một cái khoảng thời gian cũng khá dài rồi Hồng cũng được ăn mừng thành công Cho nên ngày hôm nay thì Hồng là liên tiếp được ăn mừng thành công cả nhà Cho nên là Hồng rất là biết ơn và rất là hạnh phúc luôn cả nhà Ngày hôm qua thì Hồng cũng đã được ăn mừng thành công một lần rồi Ngày hôm nay là tiếp tục ăn mừng thành công à, Vậy thì bao nhiêu đông số cô chủ anh chị à? mình có thể là à, lắng nghe thành công của Hồng thêm một lần nữa Thì mình comment là tôi sẵn sàng anh chị nhé Dạ à, yeah em à, Hồng xin tự giới thiệu, không tên đầy đủ là Lê Thị Anh Hồng. À Hồng sinh ra và lớn lên tại à, mảnh đất Quảng Trị ạ à, và Hồng năm nay 39 tuổi anh chị ạ. À, và Hồng có một à, con <laughs> yes, yeah. một người chồng và một đứa con rất là yêu thương luôn. À, vậy thì à, thời điểm mà à, cách đây ba à, năm anh chị, Hồng cũng chỉ là một người à, rất là bình thường, một ba mẹ bình thường anh chị. À yeah. và À, khi mà không à, ra quyết định à, trước đấy thì không cũng có làm à, cái công ăn lương anh chị à thu nhập chỉ đấu đỏ năm à, 5 triệu, 7 triệu một tháng Thì Hồng nhìn thấy là nếu như mà thu nhập như vậy Thì chắc chắn là Hồng cũng không thể nào mà có thể sở hữu đất bất đồng sản được anh chị ơi Sở hữu nhà giống như nhà cho nhân thu Hồng đang chia sẻ Rất là ngưỡng mồ cho nhân thu Hồng đó là Như anh chị nào mình có nhà rồi có bất động sản không Rất là ngưỡng mồ thời cái điểm đó đấy chị à, Và Hồng nhìn thấy là nếu như cái công việc mà à, Làm công ăn lương thu nhập 5 triệu, 7 triệu Thì làm sao có thể mà sở hữu bất đồng sản, sở hữu nhà được anh chị cho nên là không Uh, ra quyết định mình cũng, uh, kinh doanh bởi vì uh, nghe các doanh nhân chia sẻ hay những anh chị em uh, đi trước đó thì họ cũng nói rằng là uh, phí thương bất phủ đúng không ạ thì không cũng là tìm cho mình một con đường kinh doanh anh chị uh, nhưng mà rất là may mắn luôn là mình thất bại anh chị không có được thành công trong cái việc kinh doanh trong suốt hai năm trời uh, giống như doanh nhân Thu Hồng có chia sẻ là thời điểm đó thì Hồng cũng bỏ vốn uh, ra gần 100 triệu anh chị rồi làm gì ạ? À? Rồi là cùng à, ốm hàng đồng vốn. Rồi mình không biết cách kinh doanh anh chị ạ. À, cho nên là à, tiền đi tiền đường tiền mà vốn đi đường vốn anh chị ạ. À. Anh à, có gì trớn luôn, có gì trớn trợt luôn. Thành thử ra là mình cũng rất là đau đầu là không biết là mình làm sai cái gì. Mà không rất là nghiêm túc luôn anh chị ạ. À, không rất là chăm chỉ luôn. Không làm rất là gấp nhiều lên so với cái công việc kinh doanh, công việc làm công ăn lương trước đây luôn anh chị. Nhưng mà không hiểu vì sao mình lại không có kết quả. Vậy thì nó đến tới cái việc mà không sử dụng cái cái suy nghĩ cũ, cách làm cũ với cái tứ duy cũ mà mong chờ có cái kết quả mới trong cái công việc kinh doanh là không được anh chị ạ. À. Cho nên như anh chị à, em nào hiện tại mà cũng giống như không là mình kinh doanh mình nói rằng là mình phải thành công thôi, mình kinh doanh mà lại không có kết quả thì nó đến từ cái việc là mình không chịu thay đổi tư duy gốc rễ anh chị ạ. À. À, không biết cách để thay đổi những cái niềm tin đúng trong kinh doanh Cho nên Hồng đã thất bại trong suốt năm 2018 cho đến năm 2020 Là Hồng không có gì cả à, Cho nên là Hồng cũng rất là không vui bởi cái việc Mình kinh doanh mà mình, mình thất bại anh chị ạ nhưng mà hồng cũng không cho phép bản thân mình lại tiếp tục uh, thất bại thêm một lần nữa cho nên hồng ra quyết định là uh, có cái con đường nào mà có thể nhất uh, nhất ngắn nhất đúng đắn nhất rồi có người thầy nào mà có thể dẫn đường cho hồng đi từng bước từng bước từng bước một để giúp cho hồng thành công uh, thì hồng cũng rất là biết ơn luôn anh chị uh, thời điểm đó thì chỉ ra quyết định hai ngày thì không biết được môi trường câu lạc bộ và không biết ơn doanh nhân Trần Vi doanh nhân võ rất là nhiều là những những doanh nhân dù là nhỏ tuổi thua không anh chị ạ à, nhưng mà những doanh nhân rất là tấm huyết đã à, nói chung là cầm tay chỉ việc hướng dẫn trong từng bước một nhưng mà thực sự ra mà nếu như mà không không cho cho phép bản thân mình à, là có thể nói rằng là là như là mình 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 giá quyết định để mà mình lừa tròn là cho phạt các doanh nhân cầm tay chỉ việc không phải tự nhiên mà các doanh nhân cầm tay chỉ việc cho mình đâu anh chị mà không buộc mình phải có được cái sự cám kệ vô cùng lớn đó chính là mình cần phải tham gia những cái nhọn rèn luyện nhọn rèn luyện sáu ngày nhọn rèn luyện doanh nhân anh chị ạ à? bởi vì nếu như ngày hôm nay không cám không không cám kệ đó thì các doanh nhân không bao giờ hỗ trợ cho chúng ta đâu bởi vì nếu như mà có hỗ trợ cho chúng ta mà chúng ta không có thể tính có kết quả đúng anh chị ơi cho nên là thời điểm đó không cũng đặt cái câu hỏi là uh, bằng cái con đường nào để không có thể tham gia vào những nhóm rèn luyện uh, thì bởi không uh, cũng chưa được Dưỡng về tài chính thời điểm đó anh chị ạ nhưng mà uh, nếu như mà không không thay đổi thì không biết khi nào không thay đổi Và cái câu nói của uh, doanh nhân uh, chủ tịch Trịnh Huy nói rằng là Hãy bạn nhìn lên trên trần nhà và năm năm nữa, 10 năm nữa Và cái trần nhà đó cũng không có thay đổi gì thì bạn có chịu nổi không? Và Hồng nhìn lấy cái trần nhà của Hồng thời điểm đó anh chị ạ à? Thì Hồng chưa có một cái gì cả anh chị ạ à? nhà cũng chưa mà đất đất cũng chưa bởi vì là cực kỳ là không có được cái thu nhập cao cho nên không có gì cả à, cho nên không buộc mình phải thay đổi anh chị ạ à. à, thì thật là tuyệt vời luôn anh chị à, chị trong vòng là à, hơn một năm thì không đã sở hữu cho mình hai bất động sản bây giờ thì không chưa có nhà đấy anh chị ạ à, nhưng mà không đã sở hữu cho mình hai bất động sản không cũng là muộn là là khi mà đã chị nuôi rồi á thì không cũng á, tìm một cái nơi nào mà đủ duyên để không có thể là ở được lâu dài có thể là không nắm trong 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 năm 2024 này thì Hồng cũng đã đã ra quyết định là không vào đà nẵng để không sinh sống để không nhìn thấy được một cái môi trường rất là tuyệt vời để có thể sinh sống lâu dài thì không cũng đã có kỹ thuật cho mình rồi anh chị ạ à, về gì đó là cái thành công đầu tiên của không anh chị ạ à. thành công thứ hai của Hồng đó thì là Hồng có được một cái môi trường rèn luyện và có những cái tư duy những cái trí tuệ đã giúp cho hồng không chỉ giúp cho bản thân của hồng mà không đã tạo dựng cho mình một cái công việc kinh doanh tạo ra cái thu nhập thù đồng và thu nhập thụ đồng của hồng cũng đã đến cái con số gần chỉ có số đấy anh chị ạ à. đó là cái dòng thu nhập thụ đồng anh chị ạ à. và thu nhập từ việc làm cũng gần chỉ có số cho nên là nó còn lại thì hơn chỉ có số anh chị ạ à. và hồng rất là biết ơn cái công việc hiện tại mà hồng đang học tập phát triển trong môi trường câu lạc bộ và hồng cũng đang kinh doanh phát triển cùng với những doanh nhân những anh chị em à, trong môi trường câu lạc bộ anh chị ạ à biết ơn chủ tịch Trình Huy, biết ơn doanh nhân Nguyễn Diệm, và doanh nhân Trần Vi, doanh nhân Võ Án và tất cả những doanh nhân mình đã cung đồng hành với Hồng. và ngày hôm nay thì cái sự nghiệp của Hồng nó để lan đến uh, 45 tỉnh thành và hai quốc gia trên thế giới. Và một cái điều mà doanh nhân Võ Á, Trần Vi mới nói lúc này đó chính là cái chương trình mà uh, mình mình dạy con thanh tai đó anh chị thì Hồng cảm thấy rất là biết ơn luôn. Bởi vì ngày hôm nay Hồng đang tạo dựng sự nghiệp cho Hồng nhưng mà Hồng có thể để lại cho con của hồng trong tương lai bao nhiêu đó số anh chị à? mình ngày hôm nay mình muốn làm một cái công việc nào đó một cái công việc sự nghiệp nào đó mà có thể là tạo dựng cho con của mình một cái à, một cái cái, cái nền tảng để cho con của mình sở hữu trong tương lai anh chị thì mình hãy nhanh chóng à, tham gia vào những cái nhóm rèn luyện anh chị à để mình có cơ hội để mình có thể là sở hữu cho mình những cái công việc kinh doanh tạo ra dòng thu nhập thủ động không giới hạn và công việc đó cái sự nghiệp đó có thể là để đời cho con của mình và nhớ sổ anh chị sẵn sàng là mình comment tối anh chị nhá Và không biết ơn cho à, nhân trên view rất là nhiều à, Nếu như mà có thời gian nữa thì cháu không có thể là xét cái màn hình, à, những cái hình ảnh để có thể anh chị có thể chuyên cảm hứng cho anh chị đúng không à. ạ Bởi vì à, nếu như mà anh chị như thấy không à, trước đây 3 năm thì anh chị hết hôn luôn Nhớ, <laughs> yeah. không à, có thể là Dạ rồi, không cảm ơn cho à, nhân trên video và bán tổ chức ạ À nhìn thấy những cái hình ảnh mà chắc chắn là cùng anh chị cũng hệ hôn đó chứ không phải là à, bởi vì uh... đây anh chị đây đây là cái hình ảnh đấy là hình ảnh mà trước đây không cũng kính cho nên chị không làm rất cực luôn đấy chị ạ còn nghĩa là một ngày như vậy là không phải đi trên uh, tất cả những cái sạp chờ tại uh, cái nơi mà không sinh sống anh chị ạ hồng uh, đã là gì uh, dùng thêm một cái loạt kèo kẹo nên chị ơi và hồng uh, cứ ăn rồi là cái uh, cả nhà ơi mọi người ơi hãy đến đây mua sản phẩm dùng tới vợ mà sản phẩm của hồng một người mà họ dùng họ mua cái sản phẩm của hồng anh chị ơi hồng nói mất cả tiếng đồng hồ mà lời nhuận chỉ có 30 mươi ngàn nhiều anh chị ơi ba mươi ngàn anh chị ạ à. mà hồng còn mua trái cây này, hoa quả để cho họ dùng thử cái sản phẩm của hồng nữa thì đâu đó còn lại đâu gọi là hai mươi ngàn mà một ngày như vậy hồng đi rất nhiều chợ anh chị ạ à, mà bạn đâu đó được 10 sản phẩm thôi thì hồng thấy là cái việc hồng trước đấy hồng làm và rất là cực cổ phục hộ và vất vả đó anh chị ạ à. Ngay xưa hồng có một cái tư duy là làm việc chăm chỉ vất vả thì mới có tiền và nhờ cái tư duy đó mà hồng mấy uh, suốt gần hai chục năm qua anh chị hồng à, cũng rất là vất vả làm rất là nhiều công việc luôn nhưng mà không có được cái thu nhập lớn nhưng mà ngày hôm nay khi tham gia vào môi trường có được bố anh chị ạ à, thì hồng có được học một cái tư duy là tôi làm việc chăm chỉ thông minh và tạo ra rất nhiều tiền anh chị ạ à. vậy thì không uh, cũng có những cái hình ảnh là Uh, để mà có thể truyền cảm hứng cho tất cả anh chị em I mình mean, đấy là cái hình ảnh uh, mà không không cùng mở anh chị ạ à. nhé yeah. và ừ, cũng có những cái hình ảnh không đi không đi, uh, à, đi, uh, 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 đi du lịch không đi là du lịch đặc biệt đó chính là đi du lịch Nhật Bản đấy nha là đi châu mà không là đi nhật bản đấy nha thank <laughs> you À, rất là tuyệt vời luôn và cũng có một cái ví giáo chuyên cảm hứng cho anh chị. À, cái hình ảnh này anh chị ạ, à, hình ảnh này là cái hình ảnh mà Hồng được đi du lịch tại Nhật Bản cùng với các doanh nhân. Và Hồng rất là biết ơn những con người à, rất là tuyệt vời, doanh nhân Võ à, An, doanh nhân Trần Vy, à, doanh nhân nguyện Diệm và tất cả những doanh nhân đã cho Hồng, tạo cho Hồng những cái giá trị rất là tuyệt vời và Hồng rất là tấm đắc đó anh chị. À, rồi tiếp tục à, thêm một cái hình ảnh nữa là chúng ta sẽ kết thúc anh chị nhé. Đây à, là... À, hình ảnh mà Hồng đã đi đất nước Singapore anh chị ạ à, Cùng với các nguyên nhân trong môi trường bộ Anh chị nhìn thấy là trước đó Hồng như thế nào ạ à, Và bây giờ Hồng như thế nào ạ à, Thì... À... Hồng đã có một cái diện mạo hoàn toàn mới à, nhờ vào những cái kiến thức trong môi trường câu lạc bộ nhờ vào những cái công thức ở à, trong môi trường câu lạc bộ mà Hồng à, đã cho phép mình thay đổi anh chị ạ à, và nhờ vào cái sự thay đổi này và <laughs> cũng à, rất là à, biệt ơn những cái vị thiên trưởng à, đã hầu thành cho Hồng rất là nhiều anh chị ạ à. cái ngày cái video này là video rất là mở hữu Hồng đấy chị ạ à. tuyệt vời ông à, cả nhà thấy không khác không ạ à? <laughs> khác rất là khác luôn anh chị à? mà nhờ vào à, những cái những cái công thức của câu lạc bộ và ngày hôm nay không đã trở thành một phiên bản hoàn toàn mới À, đó là thành công của hồng anh chị ạ à. và bao nhiêu đó rồi anh chị ạ à, mình thấy hồng làm được thì anh chị còn làm tổ hơn ạ à? thì mình comment tôi làm tổ hơn anh chị nhé bởi vì hồng cũng chỉ học trong à, lớp 12 hai túc thì anh chị ạ à. hồng học không có được nhiều nhưng mà máy thấy vào trong mỗi trường có lớp bồi thì các chuyên nhân chia sẻ là hãy học làm người trước và học làm giàu sau thì hồng đã học được hai cái cái điều này anh chị ạ à. cho nên hồng cũng đã có những thành công rất lớn à, biết ơn cho nhân à, trên vi ngày hôm nay đã cho hồng lên đây ăn mừng thành công Biệt à, biết ơn tất cả những anh chị em à, đã lắng nghe cái thành công của Hồng và xin uh, chúc cho tất cả những cô chủ nhà anh chị em mình trong năm 2024 này thành công nổi tiệp, thành công nữa à nhá cho nhân quả anh và môi trường câu lạc bộ rất là nhiều à dạ yeah. xin cảm ơn dạ, được. À. rất là tuyệt vời xin chúc mừng thành công của chị à, anh Hồng và chúc cho chị bùng nổ hơn nữa trong năm 2024 và đạt được xuất sắc mục tiêu mình đặt ra. đó cái nhà cho chị Hồng mình chào tay ạ. À. rất là truyền cảm hứng ha, xin chúc mừng chị. À, một bài học mà nhận ra đây là gì các anh chị ơi? Một bài học mà các anh chị nhận ra đây là gì? À, đó là không có gì là không thể ha à, chỉ khi là các anh chị tin là mình không thể thôi à, chứ tất cả chúng ta đều có thể tạo ra những cái sự khác biệt cho cuộc sống của mình. À, vì cũng đã từng là một cô gái à, không ước mơ, không hài bảo, không mục tiêu, không lý tưởng gì cả à, và cũng không tự tin và luôn à, rất là sống rất là rụt rè. À, nhưng mà ngày hôm nay vì có thể trở thành một doanh nhân, một người truyền cảm hứng, một trong những nhà lãnh đạo à, và tạo ra, và có thể phát triển được công việc kinh doanh của mình ở về chính quốc gia. Các anh chị thấy rằng là gì ạ? Uh, tất cả mọi thứ nó đến từ hành trình rèn luyện, hành trình rèn luyện không có may mắn ngẫu nhiên và cũng không có cái việc không may ngẫu nhiên, không có cái việc tự nhiên giỏi và cũng không có tự nhiên thành công và tất cả đó chính là một cái hành trình các anh và ngày hôm nay hãy biến không thành có, hãy biến người khác nó không thể nhưng chúng ta hãy nói mình có thể, hãy dám sống thật với ước mơ của mình ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cái kiếp người thôi nên là giờ nếu đó là cái điều các chị mong muốn đó là ước mơ của các anh chị đó là cái tương lai mà các chị muốn hướng đến và đó là cái mục tiêu mà các anh chị phải đạt được và đó chính là cái hạnh phúc của các anh chị và gia đình của các anh chị thì hãy sống vì nó được không ạ à? và chúng ta đang có một cái môi trường rất là tuyệt vời đó là môi trường câu lạc bộ Trạm tha vàng sẽ luôn đồng hành với tất cả các anh chị Kề vai sắt cánh với các anh chị. Và cùng với các anh chị. Hỗ trợ các anh chị. Nhẫn dắt các anh chị. Rèn luyện huấn luyện mỗi ngày. Để giúp cho chúng ta mỗi ngày lại trở nên tốt hơn. Kỹ năng thì cần phải rèn luyện. Tư duy thì cần phải mày dũa. Tất cả mọi thứ đó. Đó là một cái hành trình. Cho nên. Thứ nhất. Không gấp. Các anh chị muốn gấp cũng không được. Đừng hỏi rằng là... Uh, Bao lâu thì tôi thành công? Bao lâu nó phụ thuộc vào cái giá trị bản thân của mình? Các anh chị có chịu thay đổi nhanh không? Các anh chị có chịu học tập phát triển nghiêm túc hay không? Các anh chị có khát khao hay không? Và các anh chị có chịu nâng mình lên hay không? Nhanh hay không? Nó phụ thuộc vào mình. Và như Vi, khi mà Vi bắt đầu câu lạc bộ trong một năm đầu tiên, thì Vi cũng không có sự thay đổi vượt bậc đâu. Thay đổi, sự thay đổi của Vi nó cũng rất là từ tốn. Nhưng khi mà vi đã bắt đầu cho phép mình cái sự kiên nhẫn để mình được rèn luyện huấn luyện để mình hiểu được cái tư duy của người thành công thái độ của người thành công đó hiểu được cái à, lập trình là những cái thói quen của người thành công thì khi mà vi đã bắt đầu hiểu được và áp dụng một cách triệt để thì đến ngày hôm nay chỉ sau hơn 3 năm thì vi đã có thể biến thu nhập 5 năm thành một tháng và vi đã có cuộc sống tự do theo cách mà vi muốn thì các anh chị thấy cái sự đầu tư đó nó có xứng đáng không ạ? Và có rất nhiều anh chị họ chỉ trong vòng một tháng thì họ đã có thể tăng trưởng tài chính của họ gấp bội. Có những anh chị trong vòng 6 tháng thì họ có thể biến thu nhập một năm thành một tháng. Và ở đây nó xuất phát dựa trên cái sự khát khao và nỗ lực của mỗi người. Và ở đây cái kết quả của à, các doanh nhân ở đây nó không điển hình. Từng cá nhân khác nhau thì chúng ta sẽ có kết quả khác nhau. Nó phụ thuộc vào giá trị bản thân của mình các anh chị. Và hãy sẵn sàng để trở thành một cái phiên bản mới năm 2024 hãy biến năm 2024 là một cái năm huy hoàng nhất các anh chị của các anh chị từ trước đến giờ và hãy biến nó trở thành một năm rực rỡ mà khiến cho bản thân mình phải tự hào tự hào về điều gì thứ nhất tự hào về bản thân của mình đã thật sự có được cái tính kỷ luật tự hào về bản thân của mình đã có một sự đổi mới về mặt sức khỏe hãy tự hào về bản thân của mình đã bắt đầu phát triển về mặt tư duy và trí tuệ và mặt kỹ năng tự hào vì cái Tết năm 2025 nó dư giả và đủ đầy thịnh vượng hơn so với cái năm 2024. Tự hào vì mình đã không phải làm việc một mình nữa mà mình đã có một đội ngũ, đúng không ạ? Một công việc kinh doanh, một cái quy mô phát triển vượt trội. Tự hào vì mình không phải chỉ có một nguồn thu nhập mà chúng ta đã biết cách để xây dựng cho mình, đúng không ạ? Nhiều những cái nguồn thu nhập tự động từ chính cái công việc kinh doanh mình đang làm. Tự hào vì ngày hôm nay mình không phải đi nhắn tin cho từng người Để chào hàng Mà khách hàng Là chủ động tìm đến mình Tự hào gì Ngày hôm nay Trước đây khi nói với mình Không ai biết Mà bây giờ nói với mình Hàng ngàn người biết Các anh chị ạ à, Các anh chị ơi Các anh chị có Muốn biến năm 2024 Thành một cái năm cực kỳ giá trị với mình không ạ? Các chị có muốn biến năm 2024 Một năm cực kỳ giá trị với mình không? Vậy chúng ta hãy cùng nhau hành động ngay từ hôm nay. Và một cái lời cam kết đối với tất cả những anh chị nào có mặt trong nhóm rèn luyện nhân nhân chậm tháo vàng. Hãy cho phép mình một năm đến 2 năm đi. Nếu mà các anh chị thấy rằng là mình chưa thông minh lắm thì 2 năm, 1 đến 2 năm để các anh chị có thể tạo ra cái sự thành công vượt trội cho bản thân của mình và hàng ngàn người phải mơ phải ngưỡng mộ về cái thành công của các anh chị và chúng ta tạo ra cuộc sống tự do và tài chính theo cách mà các chị mong muốn. Để các chị nắm vững được, rèn luyện được và trở thành một chuyên gia thật sự. Nếu mà chúng ta đã làm việc cố gắng nỗ lực trong suốt 5 năm, 10 năm, 20 năm qua mà không có sự thay đổi thì ngày hôm nay các chị có sẵn sàng đầu tư cho mình 1 đến 2 năm để rèn luyện, gọt dũa huấn luyện thay đổi bản thân các chị từ tư duy gốc rễ, thay đổi về mặt kỹ năng đúng là nâng tầm mình lên để trở thành một cái phiên bản thật sự trở thành một doanh nhân trở thành một cái người có đủ tư duy có trí tuệ biết cách ứng xử biết cách giao tiếp biết cách để tạo ra cái cuộc sống mình mong muốn và biết cách làm chủ tài chính của mình biết cách để làm chủ công việc kinh doanh của mình và biết cách để nâng tầm bản thân và truyền cảm hứng và giúp đỡ người khác không ạ các chị có mong muốn điều này không các anh chị ơi nếu mà các chị đã sẵn sàng thì sao ạ? Hãy sao quyết định và có lục bổ sung đồng hành với các anh chị và đồng hành với các anh chị cho đến khi các anh chị làm được thì thôi. Các anh chị ha, nên là hẹn các anh chị ha vào ngày 12. Đúng không? Bắt đầu à, ngày mai các chị ạ. Ngày mai nha, em quên nha. Ngày mai thì chúng ta sẽ có được học một cái phương pháp đó là bí quyết nghệ thuật để livestream bán hàng đỉnh cao và sẽ được chia sẻ trực tiếp từ doanh nhân Nguyễn Diễm. Anh chị nào được tham gia vào doanh nhân Trạng Thảo Vàng, ngày mai các chị sẽ được học luôn vào lúc 18 giờ ngày mai và ngày 12 chúng ta lại được học đó là tuyệt chiêu ạ để có thể thu hút khách hàng thụ động trên internet ngay cả khi mà các chị đi ngủ quá nhiều những cái món quà giá trị và giúp cho các anh chị có thể tạo ra một cái sự vượt trội cho thành công của chị trong năm 2024 và hãy sẵn sàng bắt đầu từ ngày hôm nay bởi vì Nay tháng 3 rồi chúng ta chỉ còn có khoảng 9 tháng nữa hết năm rồi các chị ạ đừng chần chừ nữa đừng trì hoãn nữa lay quay hết năm bây giờ nhớ nên là chỉ còn cái 9 tháng thôi nên là hãy tập trung ngay từ hôm nay và 9 tháng còn lại phải là 9 tháng mùng ngọn nhất của mình và làm chủ tài chính của các anh chị đúng không và quyết định luôn trong 9 tháng còn lại các chị tạo ra sự tự do tài chính cho mình luôn được không ạ được không các chị ơi sẵn sàng chưa nên là hẹn các chị trong nhóm rèn luyện nhân nhân chào tháng bạn và chương trình apply của câu lạc bộ vào cuối tháng 3 được không ạ một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô chú, tất cả các anh chị của mình đã đồng hành với Vi trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cả nhà buổi tối tràn đầy trong tình yêu thương thành công và có khỏe mạnh, hạnh phúc trở về suốt cuộc đời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải lao khoảng 30 phút. Đúng ạ? Và đến 20h30 thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để bắt đầu chương trình tối ngày hôm nay. <laughs> các chị ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị của mình.